Nam mô A Di Đà Phật. Đến thánh hiến nguyệt giữa kênh, nhìn xem thế sự nào nề tâm can. Từ ta trần câu chẳng màng dính quê, trần quang thiện tính còn mê, thêm lời dục thúc gọi về đàn tu, dốc lòng dạch ngút mây mù, đắng dịu ba tánh đường tu chèn vào. Lời thầy càng tỏ âm hao, để truyền hậu thế vàng thao lọc lừa. Cầu thuận gió qua mưa, an hòa nhân vật phước thừa trời ban. Tiếp đến chương trình là phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trực thuộc Trung ương Phan Chí Tâm thuyết giảng đề tài Tìm hiểu ý nghĩa bài Hiếu nghĩa di tiên chánh văn. Nhân sanh hiếu nghĩa gì di tiên, hành thiện tri kinh thì sĩ hiền, kiếm huệ phi tiêu đòn chướng nghiệp, Phật tiền hữu nhật dị an nhiên. Trân trọng kính mời giáo lý viên đến diễn đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa đồng đạo Trương Tấn Phước là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Kính thưa đồng đạo Lê Tấn Sĩ là thư ký của ban quản tự An Hòa Tự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn đến từ các huyện thị trong và ngoài huyện Phú Tân, cũng như quý ban trị sự đến từ Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa các nhà nghiên cứu tôn giáo, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Chúng tôi cũng được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự trung ương hôm nay được về nơi làm việc của ban trị sự thị trấn Phú Mỹ để làm nhiệm vụ của mình. Vậy là nói đầu tiên thì chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Qua bốn câu giảng này, Đức Thầy dạy câu đầu tiên là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên. Cho nên qua cái từ nhân sanh, nhân là người, sanh là sống, nhân sanh là những con người đang sanh sống trong cõi đời này. Như đoạn khác Thầy dạy là diều nhân sanh khỏi chốn mê lầm, bờ giác ngạn kiên tâm lần bước tới. Vì vậy cho nên nhân sanh là một khái niệm chỉ chung cho tất cả con người sống trong cõi đời này, không riêng là người có đạo. Cho nên cái từ này là phổ động. Nếu mà chúng ta hiểu góc độ nào đó, tất cả con người sanh ra cõi đời này thì hiếu nghĩa phải làm đầu. Kính thưa đồng đạo, mình nói gọn như vậy, trong đó có tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Bởi vì hiếu nghĩa là những điều căn bản. Nếu mà nói trong đất nước Việt Nam chúng ta thì đây cũng gọi là bản sắc văn hóa ngàn đời. Cho nên tại sao gọi đạo Phật giáo Hòa Hảo là đạo dân tộc? Dân tộc ở chỗ này đồng đạo ạ. Dân tộc mà thường thường chúng ta hiểu rằng mình thường nói đạo Phật giáo Hòa Hảo là đạo dân tộc,
Bởi vì cái triết lý nhân sinh quan của đạo Phật giáo Hòa Hảo luôn luôn hòa quyện trong hồn dân tộc của Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt thầy dùng chữ hiếu nghĩa ở đây, đây còn gọi là những cái nhân phẩm, những cái chuẩn mực nhân phẩm làm người, những chuẩn mực làm người trong cuộc sống. Nếu là một con người mà sống ở đời này không có hiếu nghĩa thì con người đó sẽ đánh mất đi cái nhân phẩm của mình, đánh mất đi cái đạo đức làm người. Kính thưa đồng đạo, cho nên là con người thì đây là cái điều yếu tố quan trọng, hiếu nghĩa mà Đức Thầy dạy là hiếu nghĩa làm đầu. Tức là trước tiên là con người sinh ra, đây là những điều trước tiên mà chúng ta phải làm. Vì vậy cho nên hiếu ở đây thì mình nói gọn là đạo hiếu. Người con phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ, thì đây là một cái tính dân tộc theo một cái truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Bởi vì dân tộc Việt Nam chúng ta dân tộc tính, mà chẳng những ở nước Việt Nam mà cả thế giới cũng vậy. Thế giới này sẽ không chấp nhận là con người mà phụ đẩy, không lo cho cha mẹ, bất hiếu ông bà cha mẹ, thì như vậy là chúng ta thấy không đáng bậc là con người. Cho nên mới có những cái câu là hùng dữ nhưng mà không nỡ ăn thịt con, để thể hiện được cái tình phụ tử, cái tình phụ mẫu trong một cái gia đình nhỏ. Vì vậy nên đạo hiếu là một đạo dân tộc. Mỗi con người sinh ra muốn được phát triển, trường tồn, được mọi người kính trọng, thì xin thưa đồng đạo, điều này là cái điều mà chúng ta không thể nào quên lãng được. Rồi chữ nghĩa là gì? Chữ nghĩa nói cho đủ là đạo nghĩa, nói cho đủ là tình nghĩa. Nếu một người mà sống trong xã hội này mà không có đạo nghĩa, không có tình nghĩa, thì người này không khéo coi chừng chúng ta đánh mất đi cái chữ người trong hai cái từ là con người chúng ta. Bởi vì đồng đạo biết rằng con người chúng ta là động vật mà, là ngồi động vật cao cấp của đồng đạo à. Nhưng mà chúng ta là động vật thượng cấp thượng tầng, cho nên chúng ta có cái phần người. Cái phần người nó nổi trội ở cái từ tình nghĩa, hiếu nghĩa, đạo nghĩa đồng đạo. Nếu là một con người sống xã hội này ở đời mà không có tình có nghĩa, không giữ được cái đạo nghĩa, còn gọi là không có cái lương tâm đạo đức, thì chúng ta sẽ đánh mất cái thân người. Vì vậy nên sống trong xã hội đồng đạo à, quý vị muốn làm cái gì, muốn nói cái gì, muốn suy nghĩ cái gì, thì đồng đạo nên nghĩ cái mà tôi vừa nói đó. Đây là một cái quy luật nhân quả, đâu có ai tránh khỏi đồng đạo. Chỉ cần chúng ta suy nghĩ điều đó là chúng ta không dám. Ví dụ giờ mình thấy đó mình ham, thấy đó không muốn. Ai không ham, ai không muốn đồng đạo. Người đời ham muốn, người tu cũng ham muốn chứ. Quý vị đừng có nói người tu không ham muốn nha. Nhiều khi người tu còn ham muốn hơn người đời đó. Nếu người tu đó không học Phật pháp, nếu người tu đó không biết là phải nói nọ là sống chừng mực, nếu người tu đó không biết gìn giữ lại đúng theo cái quá trình mà thầy tổ đã dạy, nếu người tu đó không biết kiềm chế, thì người tu đó vẫn bình thường như người đời thôi. Chỉ có một điều chúng ta có một điều lợi, người đời người ta ham muốn không biết dừng, còn tôi bởi vì chúng ta ham muốn nhưng chúng ta có cái thắng. Giáo lý Đức Thầy là thắng. Anh em đồng đạo chúng ta hàng ngày nhắc nhở với nhau để chúng ta nhớ mà chúng ta dừng. Vì vậy cho nên giờ này quý vị mà không đoạn được cái này đó, thì kiếp lại sinh chúng ta, mình nên nhớ một điều là chúng ta có kiếp sau. Kiếp này mà làm không trọn, kiếp sau khổ lắm đồng đạo. Mà đại để đây là hai cái từ hiếu nghĩa này, chúng ta phải giữ cho trọn vẹn. Thì đấy là mình hiểu về cái đơn tự. Còn nếu chúng ta hiểu về tổng thể từ hiếu nghĩa, thì Đức Thầy giải rất rõ là thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa vi tiên, muôn vạn quyển kinh đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu. Vì vậy nên qua câu giảng đầu tiên này, nhân sanh hiếu nghĩa dĩ vi tiên, là Đức Thầy đã đúc kết trong cái câu mà kinh xưa thường dạy là thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa vi tiên. Và đồng thời chữ hiếu nghĩa này, nếu chúng ta hiểu theo lời của Đức Phật Thầy Tây An mà Đức Thầy đã dạy trong tôn chỉ, Đức Thầy Tây An thở xưa thường khuyến khích các môn nhân đệ tử muốn làm xong hiếu nghĩa có bốn điều ơn ta cần phải hy sinh gắn gỗ mới mong làm trọn. Như vậy thì trong tôn chỉ Đức Thầy dạy là Đức Thầy Tây An thở xưa, có nghĩa rằng Đức Thầy đã xác định rất rõ có một cái sự quan hệ mật thiết giữa tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, giữa thầy và Đức Phật Thầy Tây An. Như vậy có khác ở nhau về danh xưng, mình gọi Đức Phật Thầy là Đức Phật Thầy, nhưng mà tại sao thầy gọi là Đức Thầy Tây An? Cho nên đây là danh xưng. Tôi gọi và quý vị gọi Đức Phật Thầy, Đức Phật Thầy. Còn Đức Thầy chúng ta khi mà gọi Đức Phật Thầy Tây An là Đức Thầy Tây An, đây là danh xưng. Giống như cái xưng hô đó, giống như mình gọi Đức Thầy, Đức Thầy.
Còn ví dụ Đức Phật Thầy Thế An hoặc là người khác gọi Đức Thầy là khác đâu. Cho nên cách xưng hô của Đức Thầy chúng ta đối với Đức Thầy Thế An thì Đức Thầy xác định là Đức Phật Thầy Thế An thời xưa. Tức là vào cái giai đoạn năm 1949-1956 khi Ngài khai sát đạo Vũ Sơn Kiền Hương. Như vậy thì Đức Thầy xác định rất rõ, giờ này muốn làm xong hiến nghĩa có bốn điều ân ta cần phải hy sinh ngắn gọn mong làm tròn: ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân loại. Như vậy giờ này chúng ta đặt một câu hỏi: cái danh từ, cái sự sắp xếp bốn điều ân này có từ thời nào? Bởi vì nhiều khi mình hiểu bốn điều ân nhưng mà cái lịch sử, cái xuất xứ đầu tiên đó, ai là cái người thay đổi từ ngữ, thay đổi vị trí của bốn điều ân? Bởi vì đồng đạo mở kinh Phật ra, nhất là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh hoặc giả là các bộ kinh khác, thì chúng ta thấy tứ ân Đức Phật có dạy rồi đúng không? Cho nên ngày xưa Đức Phật đã dạy là thượng báo tứ đại trọng ân, hạ tế tam độ khổ. Hoặc là nếu ai thọ trì theo phẩm báo tứ ân thì sẽ được siêu diệt sanh tử, có mặt trong Long Hoa Đại Hội sẽ được giải thoát. Như vậy thì tứ ân ngày xưa Đức Phật dạy, thứ nhất là ân quốc vương, thứ hai là ân phụ mẫu, thứ ba là ân tam bảo, thứ tư là ân chúng sanh, rồi có ân thứ năm nữa là ân đại na thí chủ. Mà tại sao hôm nay trong cái Đức Thầy lại thay đổi? Như vậy ai là người thay đổi về từ ngữ, ai là người thay đổi vị trí? Thì hôm nay mình cũng phải bàn vấn đề này để chúng ta hiểu về nguồn sử. Vì vậy cho nên chính ngày xưa Đức Phật Thầy Tây An, thời gian Đức Thích Ca Mâu Ni khi Ngài nhập diệt rồi, thì tổ tổ tương truyền với nhau 33 đời tổ. Và cho mãi đến năm 1849 thì lúc bây giờ tứ ân vẫn giữ nguyên, đứng đầu là quốc vương, thứ gì ân tổ tiên, ân là phụ mẫu, thứ ba là tam bảo, thứ tư là ân chúng sanh. Nhưng mà khi Đức Phật Thầy ra đời thì Đức Phật Thầy mới dựa vào cái bối cảnh xã hội, căn cơ trình độ chúng sanh, cho nên Đức Phật Thầy mới thay đổi vị trí và Đức Phật Thầy mới sửa tên. Thay vì ngày xưa Đức Phật dạy và các vị tổ tương truyền áp dụng đó, cái ân đầu tiên ở quốc vương, nhưng mà ngày giờ này Đức Phật Thầy đổi ân đất nước. Và thay vì ngày xưa quốc vương đứng đầu, bởi thời xưa là thời quân chủ, cho nên thời phong kiến quân chủ, vì vậy cho nên quốc vương đứng đầu. Còn cái thời sau này dầu rằng Đức Phật Thầy ra đời, lúc bấy giờ đất nước Việt Nam chúng ta còn có vua đồng đạo vào thời chú Nguyễn, nhưng mà Đức Phật Thầy đã biết được là sau này cái thể, cái chế, cái đế chế của vua chúa nó không tồn tại, cho nên Đức Phật Thầy mới sửa lại thay ân quốc vương, thì Đức Phật Thầy mới sửa ân đất nước. Và Đức Phật Thầy biết rằng sau này dân làm chủ chứ không phải là đế chế làm chủ, cho nên Đức Phật Thầy mới sắp đứng thứ nhì. Còn ngày xưa ân phụ mẫu thì Đức Phật Thầy mới sửa là ân tổ tiên cha mẹ. Bởi vì khi mà nghe cái từ ân phụ mẫu thì chúng ta còn vay mượn cái từ Hán ngữ, cho nên nhiều khi nghe có người hiểu người không. Mà ân phụ mẫu không có trọn vẹn, bởi phụ mẫu ân cha mẹ, chữ phụ là cha, chữ mẫu là mẹ, mà Đức Phật Thầy mới sửa lại là ân tổ tiên cha mẹ. Nghe là chúng ta hiểu liền đồng đạo, nghe là ai cũng hiểu cả. Rồi ân thứ ba là ân tam bảo thì giữ ý, ân thứ tư thì ngày xưa Đức Phật dạy là ân chúng sanh, nhưng mà ngày giờ này Đức Phật Thầy mới đổi lại là ân đồng bào và nhân loại. Cho nên mà đồng đạo tìm hiểu đi, ân đồng bào và nhân loại nó nhẹ hơn ân chúng sanh, ân chúng sanh nó nặng hơn gấp 1000 lần đồng đạo. Cho nên mà tôi nói ví dụ mà giờ này mà ân trong tứ ân đó, mà cái ân thứ tư này là ân chúng sanh đó, chúng ta trả cả đời không hết đồng đạo. Ân tứ loại chúng sinh đó, quý vị biết rằng đó là ân đồng bào nhân loại, đồng bào nhân loại chỉ có 1/1000, 1/1000 trong chúng sanh thôi đồng đạo ạ. Mà chúng ta lo trả đến cỡ này mà còn không xong nữa. Mà nếu mà ân chúng sanh đó, thì làm gì mình trả cho hết được. Thì đó là chúng tôi muốn nói cho chúng ta nắm vững ở cái nguyên nhân, cái nguyên nhân mà thay đổi tứ đại trọng ân là có từ thời Đức Phật Thầy Thế Án. Và hôm nay khi Đức Thầy chúng ta ra đời mở đạo thì Đức Thầy chúng ta đã xác định rất rõ rồi: lòng thương sanh chúng luân chuyển kiếp, giải dương trần đổi sắc thân. Những gì Đức Phật Thầy ngày xưa dạy thì Đức Thầy chúng ta nhắc lại không khác về tứ đại trọng ân. Cho nên Đức Phật Thầy thì dạy là lòi cầm thú còn hay biết ổ, muốn chi người nó bỏ tứ ân. Thì Đức Thầy dạy rất rõ là nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp sắc thân mới còn. Vì vậy cho nên từ đó chúng ta mới suy ra được rằng
Tứ đại trọng ân mà đạo Phật giáo hảo chúng ta giờ này mình tôn thọ đó, đây còn gọi là một phương châm hành đạo trong giáo pháp Phật tu nhân. Thì đây là cái điều mà ngày xưa Đức Phật Thầy đã dạy, Đức Thầy hôm nay chúng ta trùng thiên lại. Cho nên xác định lời Đức Thầy như tôi vừa nhắc lại trong tông chỉ, thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta muốn làm xong hiếu nghĩa thì tứ đại trọng ân chúng ta mới thực hiện đồng đạo ạ. Cho nên hôm nay nhân sanh hiếu nghĩa, dĩ vi tiên, chữ dĩ là lấy, chữ vi là đầu, chữ tiên là trước, chữ vi là làm, chữ tiên là trước. Vì vậy con người sống trong cõi đời này, tứ đại trọng ân chúng ta phải lấy làm trước, nhất là người tu chúng ta. Nếu như người đời thì người ta chỉ thọ có ba ân thôi, người ta chỉ thọ có ba ân về phương diện vật chất, tức ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân bào nhân loại. Còn chúng ta là người tu thì chúng ta thọ luôn một cái ân nữa về tinh thần là ân tam bảo. Điều này chúng ta không có chối cãi. Nếu như trong đời tu của mình, quý vị có tu cao cái nào, ăn chay mấy chục năm, làm từ thiện rất là giỏi, ngày này sang tháng nọ cúng lại một ngày năm bảy thời, nhưng mà bốn điều ân này mà chúng ta làm không trọn đó, chúng ta đi không xa đồng đạo ạ. Thật sự là mình phải khẳng định vấn đề này đồng đạo. Mình phải khẳng định đây là một cái cơ sở căn bản mà mỗi đồng đạo chúng ta phải thực hiện trước trong đời tu của mình. Cho nên nếu như một con người, hôm nay tôi chỉ nói điều lợi và điều hại thôi, chứ chúng ta không có thời gian để chi tiết tứ ân, bởi hôm nay chúng ta đang chú giải bốn câu giảng này, chứ không phải chúng ta giảng cái bài tứ ân. Vì vậy cho nên một con người mà không đền trả tứ ân thì con người này sống trong cõi đời này toàn là gặp cái điều bất lợi. Mình bất kỳ ông bà cha mẹ, không nghe lời cha mẹ thì lúc bây giờ chúng ta sống như thế nào đây? Bị mọi người khinh rẻ, bị mọi người khinh chế. Rồi lương tâm đạo đức con người chúng ta cũng có những người quý vị thấy khi cha mẹ còn sống thì họ thờ ơ lắm, nhưng mà khi cha mẹ quá già họ hối hận. Hối hận thì như thế này là không đạt kết quả đâu đâu. Vì vậy cho nên chúng ta phải nắm vững, nắm bắt cái cơ sở tại đây. Khi mình còn có cha mẹ chúng ta phải ráng, mà nếu mình không đền cha mẹ thì lúc bây giờ tai hại rất lớn. Cái vấn đề mà nhân quả sau này bị đỏ là tôi không nói, mà trong cuộc sống hiện tại, quý vị mà nhìn thấy một đứa con bất hiếu ông bà cha mẹ, một cái người mà không lo cho cha mẹ thì đồng đạo thấy làm sao? Tự nhiên mình thấy là mình cảm nhận là con người không xứng đáng đồng đạo, không xứng đáng làm người nữa thì khác đấy. Rồi nếu như một con người mà sống trong xã hội này mà không đền ơn đất nước, không trung thành với đất nước thì lúc bây giờ sớm muộn gì chúng ta cũng phải vào lao lý thôi. Bởi vì mình là cái người không đền đất nước mà cái người chống lại chế độ, chống lại nhà nước, làm sai pháp luật hiến chương, với hiến pháp nhà nước, thì coi như là sớm muộn gì chúng ta cũng vướng cái vòng lao lý thôi. Mà điều này hàng ngày báo đài đưa tin đồng đạo à. Cho nên cuộc sống con người mà chúng ta mà lỡ mà vướng vào cái vòng lao lý rồi, đồng đạo thấy khổ không? Mình sống tự do thế này thấy còn khổ, huống hồ chi mà chúng ta làm sai cái pháp luật nhà nước. Chúng ta ăn không yên, ngủ không an, lúc nào cũng phập phồng, lúc nào cũng lo sợ, không biết chừng nào tới mình đây. Bởi vì mình đã làm sai rồi, mình đã có những cái mầm mống ý tưởng là chúng ta chống lại chế độ, thì đó là những cái mà chúng ta khổ cả đời đồng đạo à. Mình nhớ kỹ, khổ cả đời đó. Rồi giờ này nếu như mình quên phụ đẩy đi tam bảo, không nhớ Phật Pháp Tăng, thì xin thưa đồng đạo là phải nói gọn là coi như là chúng ta bị đỏ thôi. Bởi vì nhờ có Phật Pháp Tăng nó khai mở, chúng ta có trí sáng, mà giờ này mình vong ân, mình bội nghĩa, mình không thực hiện đó là thầy là Phật dạy, Phật thầy dạy một đàn, chúng ta làm thêm một nẻo, thì bao nhiêu đó là chúng ta là cái người bất ân bất nghĩa. Mà Đức Thầy đã dạy là đạo thầy trò khắc cốt vi xương, thì xin thưa đồng đạo có tội này gánh không nổi đâu. Rồi giờ này trong cơ đồng bào nhân loại, mà nếu chúng ta sống ở đây mình không quan tâm đến ai, mình chỉ biết là sống riêng mình, chỉ biết thụ hưởng, ai khốn cùng thì mặt đất trời xây. Hay hoặc giả Đức Thầy dạy là dựng dưng trước nghĩa đồng bào, đói cơm khát nước trong vào thống tâm, làm ngơ giả điếc lạc giả câm, tay ôm mũ bạc mắt đăm đăm chờ. Thì nếu như mình có những cái tư tưởng như vậy thì không bao giờ chúng ta phát triển. Nếu mình mà không biết thương người, không biết giúp người đồng đạo, nói nôm na một đứa nhỏ rồi mình nó cũng ghét nữa, đâu có ai trọng mình đâu, bởi mình quá ích kỷ đâu, mình chỉ sống mình thôi. Cho nên cái tai hại của tứ ân thì chúng ta không có bao giờ nói hết được đồng đạo ạ. Đây là những cái thực tế đồng đạo tự suy diễn, suy nghĩ thì chúng ta thấy rất điều đó. Còn bằng như ngược lại chúng ta lo đền trả tứ ân thì xin thưa đồng đạo, phước là phải nói rõ là phước vô lượng. Cho nên chúng tôi thường dùng là đền trả tứ ân là đạt phước vô lượng. Đây không phải là chúng ta nói hoa,
Mà nếu bây giờ này một đứa con mà đền ơn tổ tiên cha mẹ bao phải phước bình thường, mà chúng ta hưởng từ cái phước nhân thiên trở lên đó, mà Đức Thầy dạy là hiếu hạnh gìn lòng chí ưu thiên. Từ xưa đến giờ lịch sử đã ghi chép biết bao nhiêu đứa con hiếu thảo mà động lòng trời, nhờ hiếu thảo với cha mẹ mà trời sẽ hỗ trợ, rồi luôn cả thánh thần hỗ trợ. Đồng đạo còn nhớ ngày xưa không? Tại sao Thầy dạy là vua Nghiêu xưa mở đất cày, ngày nay nhường lại cảnh này cho điếc? Bởi vì ngày xưa đồng đạo với ông Thuấn vì hiếu thảo với cha, cha sai ông Thuấn lên non Lịch Sơn để cày ruộng. Non Lịch Sơn là một cái nơi phải nói gọn là nhiều thú dữ, biết bao nhiêu người để cày ruộng là không còn tánh mạng. Nhưng mà vì cái đạo hiếu ông Thuấn lên cày ruộng, thì lúc bây giờ thú dữ không hại, mà lúc bây giờ động lòng luôn, được các vị thần sai khiến thú dữ thay vì giết ông Thuấn mà không hại ông Thuấn, giúp ông Thuấn nhặt cỏ, giúp ông Thuấn cày cuốc, cho nên cuối cùng thu được cái vụ mùa bội thu. Rồi sau đó thì cha ông nghe lời của bà kế mẫu, cho nên lúc bây giờ mới sai ông đi Hồ Lo Trạch. Hồ Lo Trạch đánh cá, thì Hồ Lo Trạch là một cái nơi giông to gió lớn, những thường là những ngư dân ra đây thì lúc bây giờ thường đắm chìm không còn tánh mạng. Nhưng mà vì cái đạo hiếu của ông Thuấn động lòng trời, thay vì giông to gió lớn, nhưng mà ông Thuấn đi đến đâu thì sóng lặng gió im, cho nên mới thu hoạch được cá đáp ứng được cái nhu cầu của người mẹ kế. Thì chúng ta thấy điều này Đức Thầy mới dạy rất rõ đó đồng đạo, trong thi đức Đức Thầy đó. Vì vậy nên hôm nay đồng đạo mà có được chữ hiếu đi, chúng ta được hưởng cái phước của trời ban đó. Mà đồng đạo thấy một con người mà hưởng được phước trời ban là chúng ta nói không hết đồng đạo, phước vô lượng. Rồi giờ này hơn đất nước thì sao? Đức Thầy dạy hai chỗ, một là tử vì nước, còn ghi linh miếu, thác vì đời, thanh sử danh bia. Hay hoặc Đức Thầy dạy là đất với nước, hậu lai vinh diệu, đạo lo tròn hiểu điệu tấm thân. Một câu quân lý tứ ân, ta đừng phai lợt, phong thần bản ghi, như lời Đức Thầy đã dạy. Cảm ơn quý bạn. Như vậy thì giờ này chỉ cần đồng đạo đến đất nước thôi, là đồng đạo chúng ta mình có cái hướng, hướng đi đồng đạo rất rõ. Mà Đức Thầy rất rất rõ rồi, như tôi vừa nhắc, một là tử vì nước, còn ghi linh miếu, thác vì đời, thanh sử danh bia. Hai là dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ngay quá. Một chỗ Thầy dạy trong Diệu Pháp Quang, Diệu Pháp Liên là Quang Minh. Một chỗ Thầy dạy trong Giác Mê Tâm Kệ. Cho nên chúng ta thấy cái đạo hiếu rất là quan trọng đó. Mà đồng đạo thấy vùng của mình không? Nhất mà nói đến là đại đệ tử của Thập Nhị Hiền Thủ của Đức Phật Thầy Tây An, Đức Cố Quảng Trần Văn Thành. Ông này ông tu cái hạnh gì mà được mọi người kính trọng, chẳng những trong đạo mà luôn cả cái tính dân tộc. Hàng năm lễ dỗ của ông là hàng triệu người về đấy. Thì rõ ràng ông là cái người cứu quốc mà xuống cái vùng láng linh để mở cái cơ sở để kháng pháp, tiếng thơm muôn thở đồng đạo à. Kính thưa đồng đạo, rồi cái người nữa mà chúng ta muốn bàn là Quan Thượng Đẳng Đại Thần chúng ta. Ông Quan Thượng tu cái hạnh gì mà được Đức Thầy sắp kế Đức Thầy vậy? Theo đồng đạo, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy là Quan Thượng Đẳng Đại Thần. Rồi cái ngày dỗ của Quan Thượng, chúng ta thấy hàng triệu triệu con tim, từ đồng bào chúng ta đến tín đồ đồng đạo chúng ta về Rạch Giá. Rồi chẳng những về Rạch Giá mà chúng ta còn qua Kiến An của cái đền thờ của ông để chúng ta dự lễ. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì rõ ràng là cái đây là nhờ gì? Là nhờ cái công trọng của một con người đến đất nước. Mình phải nhìn một cách tích cực như vậy. Rồi nếu như đồng đạo mà đền ơn Tam Bảo được rồi, thì đồng đạo thấy không? Phước đức vô lượng. Bởi vì Đức Thầy dạy rất rõ, nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật, từ bi vô lượng. Kính thưa đồng đạo, vậy thì rõ ràng khi mà chúng ta đền Tam Bảo là công đức Phật, từ bi vô lượng đó. Cho nên chúng tôi có mạo muội nói rằng là đền ơn tứ ân là được công đức vô lượng. Chỉ cần ân Tam Bảo thôi chúng ta đắc đạo đồng đạo. Học hành truyện mà mình đọc một đoạn giảng Thầy dạy ở cuối cùng ân Tam Bảo thì thấy là cái lợi lạc đắc đạo rồi. Mình đắc đạo đồng đạo, đắc đạo ân Tam Bảo đó. Đơn cầu ơn đồng bào nhân loại cũng vậy. Hôm nay mà quán triệt ơn đồng bào nhân loại thì lúc bây giờ đồng đạo chúng ta được biết những cái điều lợi. Theo lời Đức Thầy dạy, một người mà đền hoàn thành cái ơn đồng bào và nhân loại thì người này là Phật tại thế gian đồng đạo à. Chứ không phải đơn giản đâu như chúng ta nghĩ tứ ân nó nhẹ đồng đạo à. Nếu mình chưa có nghiên cứu đó thì mình nghĩ tứ ân rất là thấp. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là tứ ân là đạo nhân, nhưng không ngờ đạo nhân đây là một thềm thang của Phật đạo. Cho nên chỉ cần đền cái ơn đồng bào nhân loại thôi
Mà đàm đạo thấy đoạn cuối thầy dạy không? Và lại cái tinh thần từ bi bác ái của Đức Phật mà ta đã nhận thức rất thâm quyền quảng quật. Cái tình ấy nó không bến, không bờ, không phân biệt màu da, chủng tộc, nó cũng không luận sang hàng, xóa bỏ hết các tầng lớp đẳng cấp xã hội mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh. Thế nên ta không có lý do gì chính đáng để vì mình hay vì đồng bào mình mà gây ra tai hại cho dân tộc khác. Trái lại hãy đặt vào họ một tư tưởng nhân hòa, một tinh thần từ bi hỷ xả, và hãy tự xem mình có bổn phận có giúp đỡ họ trong cơn hoạn nạn. Vì vậy cho nên đó là những cái vấn đề mà mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng, để rồi mình làm sao hiểu được cái điều đó để chúng ta thực hiện trong cái cuộc đời tu hành của mình, để mong rằng chúng ta sẽ đạt được kết quả. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi chỉ nói cái điều lợi thôi của Tứ Đại Trọng Ân, thì mỗi đồng đạo chúng ta sẽ nhận định tứ ân Đức Thầy rất là quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện. Thì kính thưa đồng đạo, như vậy thì qua cái ý này có thể chúng ta kết thúc được qua câu giảng đầu tiên này mà Đức Thầy dạy là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ vi tiên. Vì cái tầm quan trọng quá cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta đây là cái điều phải làm đầu tiên trong cuộc sống. Rồi đến câu thứ hai, hành thiện tri kinh thị sĩ hiền. Tôi rất là tâm đắc bảy chữ này đồng đạo. Quý vị chỉ cần thiện bảy từ này thôi thì thật sự cái ngày đắc đạo đối với chúng ta nó không xa đồng đạo ạ. Như vậy thì nếu nói về văn phạm hành thiện, chữ hành là làm, chữ thiện là lành, cho nên chữ hành là làm, thiện là lành. Mà nếu nói cái chữ thiện đó trong lời Đức Thầy mà chúng tôi kiểm chứng lại là gồm có 131 từ chữ thiện đồng đạo. Toàn bộ sấm thi Đức Thầy 90.000 lời, gần 90.000 từ, thì trong đó Đức Thầy viết chữ thiện là trên dưới như vậy là 131 từ chữ thiện đó. Trong đó có là thiện tính, có thiện căn, rồi có rất là nhiều từ thiện, cái đơn từ thiện đó. Nhưng mà trong 131 chữ thiện này, trong đó lưu ý nhất là 11 chữ thiện. 11 chữ thiện, một chữ thiện là làm các việc từ thiện, và 10 chữ thiện còn lại đó là hành thập thiện nghiệp. Cho nên chúng ta phải hiểu vấn đề này. Bởi vì mình nói về từ thiện, về cái chữ thiện, mà nếu chúng ta không nhắc đến thập thiện, không nhắc đến từ thiện thì đâu có đúng đồng đạo. Mà thường thì quý vị chúng ta chỉ nhắc đến từ thiện thôi, mình bỏ quên đi thập thiện. Chúng ta chạy theo một thiện mà chúng ta bỏ quên đi 10 thiện. Bởi vì hành thập thiện nghiệp trong đó có chữ thiện mà. Cho nên hôm nay hành thiện ở đây, mà nếu muốn quán triệt là được thầy, thì ngoài cái việc chúng ta làm hết các, tất cả các việc từ thiện, làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, biết rửa tấm lòng ở trong sạch, ngoài cái chuyện đó ra thì đồng đạo chúng ta cần phải cần tu thập thiện mà thầy dạy. Đức Thầy để cái từ là cần tu thập thiện, một chỗ thầy dạy là điều cần yếu là phải làm hết các việc từ thiện, một chỗ thì Đức Thầy dạy là cần tu thập thiện. Như vậy thì chữ cần và điều cần yếu thì cái định lượng từ ngữ này cho thưa đồng đạo rất là cao. Đây là những điều mà chúng ta phải khắc cốt ghi xương. Mà nếu đồng đạo chúng ta chỉ nói là bây giờ cần nhất ở chỗ làm từ thiện hàng ngày, mà chúng ta bỏ chỗ là cần tu thập thiện, thì lúc giờ chúng ta lấy một bỏ 10. Bởi vì từ thiện có một mà thập thiện tới 10. Quý vị, cho nên hôm nay đây là cái điều quan trọng mà những cái bài nói chuyện gần đây tôi thường lồng ghép cái này để chúng ta nhắc nhở với nhau. Cho nên hôm nay mình mới bàn từ chỗ một ở chỗ hành thiện. Hành thiện nếu nói về cái phần thô, về từ ngữ, theo lời thầy dạy là điều cần thiết phải làm hết cái việc từ thiện. Như vậy đồng đạo nhớ kỹ rằng chúng ta làm từ thiện mà có kết quả, còn chúng ta làm thiện mà thiếu chữ từ, kết quả không cao. Thường thường đồng đạo thấy rõ rằng chúng ta chỉ hiểu một mà chúng ta không biết hai. Cho nên đúng cái nghĩa từ thiện là gì? Cái nghĩa từ thiện là một con người này khi làm từ thiện thì con người này phải có cái tâm từ, phải trải lòng từ. Khi mà có tâm từ, khi mà trải lòng từ, chúng ta làm thiện mà đúng từ thiện. Còn nếu đồng đạo làm thiện mà tâm chúng ta chưa có từ, tâm chúng ta chưa có Phật, tâm chúng ta nó còn hung ác quá, tâm chúng ta nó còn nhỏ mọn quá, tâm chúng ta nó còn tính toán quá, thì chúng ta chưa phải làm từ thiện đồng đạo. Thường thường mình nhầm về từ ngữ, mình cứ nghĩ là hôm nay tôi làm từ thiện, nhưng mà chúng ta dùng từ như vậy là nhiều khi nó không đúng hoàn toàn. Bởi vì một người làm từ thiện
Ít ra thì người này cái tâm này thật là tốt, tâm người này phải có tình thương, tâm người này phải nói gọn là gần như là chúng ta giống như tâm Phật rồi đó, mới đúng với từ thượng, từ thiện. Tôi nói ví dụ nào, giờ này chúng ta quả sự mình nghe đồng bào mình ở miền Trung đó bị bạo lục, thì lúc bây giờ mình có tình thương liền đúng không? Mình sanh tình thương liền, tội nghiệp đồng bào mình quá bị bạo lục như vậy, tội nghiệp quá tội nghiệp rồi. Cho nên là nhất định đó, đợt này phải rút tiền ngân hàng một số để mở một cuộc quỹ đạo miền Trung, thì đó mới thật sự là từ thiện đó đồng đạo. Bởi vì mình cái tâm mình khởi, hay hoặc là mình gặp một cái nhà trái, một cái xóm nhà trái tù nghiệp quá, sống cái hoàn cảnh màn trời chiếu đất, cho nên chúng ta dùng cái công sức này nè, rồi mình mới dùng tiền bạc của mình sẵn có nè, mình mới giúp đỡ cái người này. Nhưng mà đồng đạo nhớ kỹ, cái tình thương đi trước nha, nói một cách dễ hiểu, tình thương đi trước Phật, tình thương đi trước hiện Phật, thì đó mới là từ thiện. Còn nếu chúng ta cho hiện Phật mình giúp đỡ mà mình không có tình thương, thì xin thưa đồng đạo, đó chưa phải là từ thiện, mà chúng ta chỉ mới làm thiện thôi. Chúng ta có làm được có kết quả, nhưng mà kết quả nó ở ngay cái chỗ cái tâm của mình đó đồng đạo, ở chỗ ý tưởng của mình đó. Cũng đồng một việc làm, nhưng mà một việc làm mà chúng ta không tính toán, một việc làm mà chúng ta hoan hỷ, một việc làm mà có cái tâm từ đó, thì việc làm đó phước nó cao vô lượng. Rồi cũng một việc làm khác hơn mà chúng ta tính toán, thì việc làm đó phước nhỏ hạt tiêu hạt cải. Quý vị biết rằng cái nhân vật mà đình đám trong đạo Phật giáo hội chúng ta mà Đức Thầy dạy đó là ông Lương Bỏ Đế. Cho nên mình nhắc ở tiền kiếp, ông Lương Bỏ Đế ông chỉ lấy cái nón lá, ông đậu cái tượng Phật thôi. Cái chuyện lấy nón lá mà đậy cái tượng Phật là chuyện bình thường. Nhưng mà cái phước lớn nó làm vua, đồng đạo hình dung đi, được làm vua đó. Cho nên vào cái thời đó, theo tôi nghĩ đó, chắc rất là nhiều người lấy cái nón lá đậu tượng Phật. Hoặc giả là giờ mình nghe cái mẫu chuyện này rồi mình muốn làm vua đúng không? Cái tâm mình móng khởi là muốn làm vua, gặp tượng Phật nào lấy nón lá đội trên đi, đồng đạo đậu hết tượng Phật thế gian, đồng đạo chưa làm vua nữa. Bởi vì cái tâm mình đã có tính toán rồi, sao làm vua được, phải không đồng đạo? Cái tâm mình đã có tính toán rồi, tâm không thiện. Còn ngày xưa mà sở dĩ Lương Bỏ Đế được làm vua là gì? Tâm không có tính toán, thấy cái tượng Phật thương quá, giàu đằng tượng Phật, nhưng mà trong nội tâm của Lương Bỏ Đế thì xem đó là ông Phật đó. Mình nói nôm na thấy ông Phật bị nắng mưa chang chang, tội nghiệp ông Phật quá, thì đó là tự xuất phát từ tâm từ, cho nên mới sẵn nón lá thay vì đang đội nón lá đúng không? Nón lá đang che mình đi đóng củi mà, nhưng mà thấy ông Phật thương quá, nói cho dễ hiểu là thương ông Phật hơn là thương mình. Cho nên mình làm từ thiện mình phải thương cái người mình cho hơn mình, mình thương ổng, thương ông Phật hơn mình, ổng mới lấy cái nón lá mình đội ông Phật, ổng đậu đầu trạc. Thấy đồng đạo, mình chi tiết lại một chút. Một cả ngày như vậy là cái đầu nắng chang, lấy cái nón lá của mình, thà mình đầu cái đầu mình đậu nắng để lấy nón lá mình đội tượng Phật. Có nghĩa rằng vĩ tưởng đó, thì ông Lương Bỏ Đế lúc bây giờ ông thương ông Phật hơn thương ổng. Cho nên chính vì ông không có tính toán mà ông có một tâm từ như vậy, ổng mới được làm vua. Cho nên hôm nay đồng đạo nhớ cái vấn đề này, khi bắt đầu làm từ thiện mà đồng đạo trong lòng mình còn tính toán, mình còn phân biệt, mình còn hơn thua, thôi đừng có làm, nghỉ đi, không có làm, không có kết quả đâu, đừng có làm. Mà đợi lúc nào trong lòng mình hoan hỷ, mình thương người đó, lúc đó hả làm. Bởi vì Đức Phật không cần cái số lượng, mà Đức Phật cần cái tâm lượng đồng đạo à. Quan trọng là cái tâm. Cho nên tại sao mà Đức Thầy chúng ta nhắc lại trường hợp của là cấp cô độc, mà đây là một sự kiện nó trải dài gần trên 2600 năm. Bởi lúc bây giờ ông cấp cô độc làm từ thiện bằng cái tâm, chứ ông không phải làm từ thiện bằng cái danh, bằng cái phúc lợi. Vì vậy cho nên đó là chúng ta mới hiểu đúng cái nghĩa từ thiện đó, và đồng thời đi sâu sát nghĩa từ thiện để thực hiện đúng từ hành thiện. Thì yếu tố quan trọng ở chỗ 10 cái thiện là thập thiện, điều này chúng ta không thể bỏ qua được. Nhiều khi tôi và quý vị, bản thân tôi cũng vậy, mình kiểm lại mình đồng đạo à, 10 cái thiện này thật sự là tôi làm chưa xong đồng đạo à, 10 cái điều thiện mà làm chưa xong. Mà thầy dạy là cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới có kết quả, mà 10 cái thiện này làm chưa xong sao có kết quả được. Thưa đồng đạo, đây là cái điều quan trọng. Cái chuyện làm từ thiện đình đám bên ngoài đó là điều đương nhiên rồi, chúng ta làm rất tốt. Một cái thiện đầu tiên mình làm rất tốt, nhưng mà còn 10 cái thiện ở chính bản thân mình chúng ta làm chưa tốt đồng đạo à.
Bản thân tôi làm chưa xong đó, mấy vị ở đây không biết sao, nhưng mà tôi tin tưởng rằng ở đây là vùng thánh địa, nhất là có với cô bác ngồi trước đây, rồi có một số đồng đạo tại gia độc thân tu hành mấy chục năm, thì tôi tin tưởng rằng quý vị giờ này chúng ta đã xong thập thiện rồi. Mình sống ở đây để trả nợ đời thôi. Vài năm, vài ngày, vài giây, vài phút nữa chúng ta nhắm mắt là chúng ta được gặp thầy, được về cực lạc. Bởi vì thầy giải rất rõ, thầy giải rất rõ rồi, chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cực lạc. Tịnh tam nghiệp là chúng ta làm 10 điều thiện đồng đạo à. Kính thưa quý vị, bởi vì thầy giải rất rõ rồi, cần tu tập thiện, sự niệm Phật mới đạt được kết quả. Tu tập thiện giúp được tập ác, còn gọi là tịnh tam nghiệp. Rồi thầy mở ngoặc đọc lại cho cuốn phiến thiện, thì đóng ngoặc lại. Văn phạm rất là rõ rệt. Cho nên giờ này hành thiện ở đây, ngoài cái việc chúng ta làm từ thiện bên ngoài, thì chúng ta phải xây về chính bản thân mình. Một người làm từ thiện muốn có phước, thì người này phải là cái người thân không sát sanh đạo tặc tà dâm. Một người mà thân không sát sanh đạo tặc tà dâm, người này làm từ thiện mới có phước. Còn một người đi làm từ thiện mà ông này ông còn sát giết, ông này ông còn phải nói rõ là lạm sát, ông này ông còn phạm đạo tặc, hoặc giả là ông dựa vào từ thiện, ông thủ lợi, ông đạo tặc, thì làm sao mà có phước được đạo? Cái này là gạt người ta cái phước gì? Lúc bây giờ là mang lông độ sừng đang chờ đợi đó. Hoặc giả là cái người làm từ thiện mà còn phạm tà dâm, quan hệ bất chánh với vợ chồng còn kẹt hạt, thì đồng đạo hình dung coi phải quả hay phước. Vậy thì chúng ta làm không đủ cái thân chúng ta ăn nữa, cái này có làm không có hưởng đồng đạo à. Vì vậy nên xã hội sẽ phê bình những con người làm từ thiện mà thân còn ác. Cho nên từ đó chúng ta mới lại thầy, thầy muốn bảo vệ mình, cho nên thầy mới dạy đây hành thiện là thân chúng ta, cái người hành thiện đó, thân người này không còn sát sanh đạo tặc tà dâm. Tôi nói một ví dụ thôi, đồng đạo hình dung đi, giữa hai người làm từ thiện đồng với nhau, nhưng mà một người ăn chay và một người ăn mặn, thì hai người này làm từ thiện thì đương nhiên phước người nào cao hơn, đạo biết rồi đó. Cũng đồng một ngày đi làm từ thiện, cũng đồng một ngày đi mò thuốc nam, cũng đồng một ngày như vậy đó, cũng đồng cho cái là cơ sở từ thiện 1 triệu đồng, nhưng mà cái tâm người ăn chay mà làm từ thiện thì đương nhiên phước phải cao hơn người ăn mặn thôi. Điều này chúng ta không có chối cãi được, mình đừng có biện hộ mình. Nhiều khi có một số ăn mặn là biện hộ, nhưng mà thật chắc mình nhận định, bởi vì cái bản thân chúng ta ăn mặn là chúng ta còn sát giết, mà khi chúng ta sát giết mình nuôi thân, mà thân là làm từ thiện, thì lúc bây giờ chúng ta chia với những cái oan hồn mình sát giết rồi. Tôi nói nôm na bữa nay tôi đi làm từ thiện nè, mà sáng nay tôi ăn một chao một tô cháo thịt, một tô phở gì đây chẳng hạn, mà nó ví dụ như vậy, thì tôi nhờ cái năng lượng của những miếng thịt này đúng không mới có sức. Như vậy thì tôi làm từ thiện, cái công của tôi đó thì phải chia với con cá, con gà, miếng thịt nè mà tôi ăn sáng mai này nè, mình chia rồi, bởi vì mình còn họ nhận nó. Còn nếu chúng ta ăn chay mà đâu có chia ai đâu đồng đạo, ăn chay ăn từ Phật mà, cho nên phước đức nó cao hơn đồng đạo à. Vì vậy cho nên ở đây không phải là chúng tôi nghiêng một bên đâu, mà nếu như đủ điều kiện được đó, đồng đạo ăn chay là chúng ta đang hành thiện đồng đạo ạ. Bởi vì đáng lẽ ra những con Phật đó là Phật, mình phải ăn thịt nó để nuôi thân, mà giờ này mình ăn chay thì rõ ràng là mình tha thứ cho nó rồi, là mình hành thiện còn gì nữa đồng đạo, phải không? Hành thiện thì không tốn đồng bạc nữa, không tốn miếng công sức, chỉ cần chúng ta điều chỉnh cái khẩu phần ăn của mình thôi, thì coi như là chúng ta làm từ thiện. Cho nên thầy mới dạy là tu hành đâu có tốn xu, ở đây là không có tốn xu nè đồng đạo, tu đâu tốn tiền đồng đạo, mà nó còn lợi tiền nữa đúng không? Ăn mặn tốn tiền nhiều ăn chay nữa đồng đạo à. Cho nên cái câu giảng mà đúng là tu hành đâu có tốn xu mà sao thoát khỏi lao tù thế gian là chỗ này nè, chỗ này là một phần để chúng ta áp dụng, đó là hành thiện đó đồng đạo. Rồi giờ này cái miệng chúng ta cũng vậy, nếu đồng đạo làm từ thiện mà chúng ta miệng mà mình còn ba hoa quá, mình còn nói chuyện đầu trên xóm dưới quá, lời nói mình nó chưa có chuẩn, thì như vậy mình làm từ thiện cả tháng nay, cả đời nay, cả năm nay, cả ngày nay, cuối cùng cái miệng ăn hết rồi đồng đạo. Đây gọi là có làm không có hưởng. Mà trong đạo chúng ta thì theo tôi nghiên cứu là tôi thấy thường thường đồng đạo à, quý vị làm từ thiện mà khi mình mở miệng ra, mình còn nói chuyện người ta đâm bị thóc, thọc bị gạo, cái chuyện người ta kể người ta đã nói chuyện người ta rồi, đâu phải chuyện của mình đâu. Chuyện của mình là chuyện tu hành, còn chuyện người ta là chuyện không thua chuyện người ta. Cái chuyện anh đầu trên xóm dưới, anh tốt anh xấu, nay anh nở cô này ngày mai anh thôi cô kia, là chuyện người ta, cái chuyện của mình đâu. Mà chúng ta lại xen vào đó thì cuối cùng chúng ta chia sớt cái nghiệp người ta. Mà Đức Thầy dạy là trách lầm mang nghiệp vào thân. Cái miệng chúng ta đồng đạo thấy như vậy đó, cho thật sự ra là chúng ta phải nói rõ là
Mình có những cái vấn đề mà thường như là chúng ta bị nó cướp đi công đức chúng ta hàng ngày đó. Rồi giờ này chúng ta có những lời nói ỷ thị, hiếp đáp kẻ dưới tay mình. Đối với mình thì nhận định là không ai bằng mình cả. Thì lúc bây giờ những cái này là cái bào mòn cái phước đức của mình. Cho nên nội mà chúng ta khởi cái tâm phân biệt thôi, hiếp đáp kẻ dưới tay của mình, lúc nào mình cũng cho mình hơn người. Mình là cái người đẹp hơn người khác, mình gặp người ta xấu mình chê. Mình là cái người giàu có, gặp người ta nghèo mình chê. Mình là cái người thông minh, khôn khéo, gặp người ta dốt nát không mình chê người ta. Thì bao nhiêu đó là tự chúng ta chuốc họa vào thân đồng đạo. Như vậy thì mình điều chỉnh lại. Mình biết được cái điều đó nó sai, nó cướp đi công đức thì mình điều chỉnh lại. Hay hoặc giả là chúng ta người tu hành làm từ thiện, mà đồng chúng ta còn thề thốt, còn nói cái lời cầu càng nặng lời, thì lúc bây giờ cái miệng ăn hết công đức đồng đạo. Quý vị nhớ ông Thánh nói không? Bán tu phi ngôn bộ tồn ngộ tổn bình sanh chỉ đức. Chỉ nửa câu nói quấy thôi, nửa lời nói quấy thôi, nó làm giảm cái đức bình sanh của mình. Đằng này mình nói quá nhiều câu đúng không đồng đạo? Rồi giờ này chuyện có nó không, chuyện không nó có. Thì đây là những vấn đề mà đồng đạo chúng ta phải khắc phục. Tôi nói ví dụ, một người làm từ thiện mà người này mở miệng đã phạm vào lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu vọng ngữ, đồng đạo thấy làm sao nè? Mình nói ví dụ bây giờ trong một nhóm làm từ thiện của mình 5-7 chị em, 5-7 anh em, mà trong nhóm này cái người nào mà nói chuyện nhiều mà phạm 4 điều ác, đồng đạo cũng không vừa bụng nữa, đừng nói chơi ông Phật. Mình thấy mình bức rứt rồi ạ. Mình tự mình nói liền, chàng ơi tưởng gì, cái cô này ăn chay năm nay cũng lâu năm mà, không biết có niệm Phật không, có cúng lại không, mà gì đâu mà nói chuyện ta không ạ. Nó mở miệng nói chuyện ỷ thị mà, gọi là cống cao ngã mạn, rồi mở miệng ra nói chuyện không có ra gì hết trơn, rồi cái chuyện có nó không, không nó có. Thì đối diện với mình, một người đối diện với mình mà họ phạm cái này mình không chấp nhận, bản thân mình không chấp nhận người khác phạm điều đó, thì mình phải khắc chế điều đó, mình đừng phạm. Thì khi mình phạm người khác cũng đối mình như vậy. Rồi tôi chưa nói đến lực nhân quả chi phối nữa đồng đạo. Đó là chúng ta hiểu về phương diện ứng xử thôi. Còn về phương diện nhân quả chi phối thì chúng ta làm thật, làm lành, làm từ thiện là có phước đó. Nhưng mà cuối cùng chúng ta bị cái miệng ăn hết, cuối cùng chúng ta còn cái quả, còn cái nghiệp. Cho nên Đức Thầy mới dạy là tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đều đắm, kính thưa đồng đạo. Nếu như giờ này mỗi đồng đạo chúng ta, mình nói cái lời lành, cái lời phải là lời ái ngữ, đó là phước đồng đạo. Cho nên ông Ba mới dạy là văn ngôn chánh phước lai quả khứ. Mình nói là lành là phải thì lúc bây giờ phước nó đến mà quả nó mất tiêu đồng đạo. Còn mình nói cái lời độc địa, cái lời phạm ác khẩu, gọi là văn ngôn tà phước khứ quả lai, đáng lẽ ra mình làm có phước đó, mà đồng đạo nói lời tà quấy thì lúc bây giờ phước nó mất mà quả nó đến. Cho nên thì quý vị thấy là ngày xưa có một vị tổ này thì ông đã có thần thông rồi đồng đạo. Cho nên khi lúc bây giờ ông nghe hai cái vị đệ tử của ông đang ngồi phía trước đó, ông đang ngồi thiền, thì thật sự lúc bây giờ thì ông mới có được có thiền nhãn thông thôi, thấy thôi chứ chưa có là thiền nhĩ thông, chứ là có một thần thông. Thì ông đang ngồi thiền, ông thấy hai đệ tử của ông phía trước đó không biết đang bàn luận cái gì. Mà lúc đầu thì các chư thiên hạ cánh xuống nghiêm chỉnh nghe xung quanh một cách hết sức là tỉnh tọ. Nhưng mà một hồi sau thì gặp các vị chư thiên phun nước bọt, tỏ ra một cái vẻ khinh bỉ, và cuối cùng thì bay mất tiêu. Thì lúc bấy giờ sau khi buổi thiền tọa, ông mời hai đệ tử vào, ông hỏi: hồi nãy hai con ngồi ở trước của cổng chùa đó, đang bàn bạc cái việc gì vậy? Thì lúc bấy giờ hai đệ tử là biết thầy mình có thần thông, đâu dám nói dối. Dạ thưa thầy, lúc đầu thì huynh đệ con đang bàn cái chuyện đạo đức, đang bàn cái bài pháp thoại mà thầy giảng ngày hôm qua. Thì ông thầy hỏi thêm: rồi một lát nữa các con nói cái gì? Thì hai vị này nói: dạ thưa thầy, tiếp theo các con bàn cái việc đời tư, bàn cái việc thế sự, bàn cái việc cá nhân, bàn cái việc đời tư của đàn ông. Thì lúc bây giờ khi mà ông thầy nghe như vậy, ông thầy mới nói: các con biết không, hồi nãy thầy thấy đó, khi mà các con đang bàn đạo đức thì các chư thiên các nơi súng lại để nghe các con bàn đạo đức. Nhưng mà khi các con đổi qua chuyện thế sự, bàn chuyện đời, thì các chư thiên khi dễ phun nước bọt, bay mất tiêu đồng đạo. Thì phải nói rõ là đây mỗi chuyện mà theo tôi nghĩ là chúng ta cũng phải nhận định gì đó. Cho nên mỗi khi đồng đạo chúng ta nói lời đạo đức là chúng ta đang hành thiện đó, mà nhà Phật gọi là ái ngữ. Nói cái lời này người ta nghe người ta vui đồng đạo. Tôi nói cũng một sự kiện thôi, mà khi chúng ta mở miệng ra mình nói cái lời hiền lành, nhân hậu,
Như ông cha chúng ta dạy là lựa, như ông cha chúng ta dạy là lời nói không mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mà Đức Thầy dạy là lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra trong chánh hiện từ. Thì nếu mình nói cái lời dịu dàng hiền lành, người ta nghe người ta vui, người ta mừng lắm, thì đó là phước. Mà mình nói cái đời cái chuyện có nó không, không nó có, nói lời cọc lóc, nói cái lời phải nói rõ là không có vào đúng cái quy trình đạo đức, cái lời ác khẩu, cái lời tàn ngữ, thì người ta nghe người ta phiền não. Từ chỗ phiền não đó nó sẽ âm cái đức của chúng ta đồng đạo. Cho nên hôm nay đồng đạo nhớ nghe quý vị, tu ngay cái miệng của mình, phước đức dữ lắm đồng đạo ơi. Mình thấy làm từ thiện phải nói rõ là rầm rộ bên ngoài đó, phước không có bao nhiêu đồng đạo ơi. Ở đây tôi nói đồng đạo kinh nghiệm đi, bởi vì phần nhiều anh em làm từ thiện là chạy theo bề nổi không ạ, làm dữ lắm, nhưng mà bị cái miệng cái thân ngăn hết rồi đồng đạo. Và cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta là ngôn từ đạo hạnh ý thầy khuyên, hạnh đức ông cần rắc tập chuyên nè. Cho nên hôm nay chỉ cần chúng ta tu ngay cái miệng mình là chúng ta hành thiện đó. Rồi cái thứ ba nữa, ba cái thiện còn lại là tham lam sân nộ mê si bỉ. Chỉ cần trong tâm ý chúng ta còn tham thì chúng ta đâu có từ, đúng không? Như mình bàn có từ từ thiện hồi nãy. Mà trong tâm ý chúng ta còn sân, trong tâm ý chúng ta còn tối, còn vô minh, thì coi như việc làm từ thiện chúng ta không có kết quả đồng đạo. Ai thức coi làm từ thiện mà còn tham cái này, còn ham cái kia, còn ham cái nọ, thì cái sự ham muốn đó nó sẽ chi phối, cho nên việc làm chúng ta không đạt hiệu quả. Ai thức coi làm từ thiện mà tánh còn nóng thì ghê đồng đạo. Mà đồng đạo biết rằng khi mà cái cơn giận nó nổi lên, cái cơn lôi đình nó nổi lên, thì lúc bây giờ là nhất niệm sân tâm khởi bá vạn chướng môn khai, hoặc là nhất niệm sân tinh chi quả năng thiêu dạng phảnh công đức chi lâm. Chỉ cần một đốm lửa sân hận nổi lên nó thiêu hết rừng công đức rồi, không nói chi mà 10 ác, một ác thôi. Chỉ cần cái tánh sân chúng ta nó nổi lên thôi là phước đức làm mấy năm nay bị đốt hết đồng đạo. Ai thử coi, tình nghĩa bè bạn anh em thương yêu với nhau, gắn bó với nhau, đồng đạo gắn bó với nhau nhiều năm, nhưng mà giờ này chỉ cần chúng ta không dằn được cơn nóng giận, mình sống vì bản ngã vì ích kỷ, mình thốt ra cái lời không đúng thôi, nó cắt đứt đoạn tiệt biết bao nhiêu những tình nghĩa ở chúng ta. Đừng có nói chi là phước đức đồng đạo, mình nói về cái mặt ăn ở thôi đồng đạo thấy rất rõ trong cuộc sống. Chẳng những là tình nghĩa giữa đồng đạo và bạn bè, mà luôn cả cha mẹ chồng vợ cũng vậy. Ai thứ coi cha mẹ mình là cái người sinh thành dưỡng dục mình ra, mà nhiều khi mình không có dằn được cơn nóng giận, mình còn cắt đứt được cái sợi dây sanh thành này đồng đạo. Cho nên thầy mới dạy là cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền có nhục giết nhau nè. Cái nên đồng đạo hoặc giả là chồng vợ với nhau chung chăn chung gói với nhau cả một đời, mà hôm nay không dằn được cơn nóng giận thì lúc bây giờ xé nát với nhau đồng đạo ạ. Thì đó là tội lỗi, không bao giờ chúng ta có được phước đức đâu đồng đạo. Cho nên hôm nay đồng đạo nhớ cho tôi, trước khi làm từ thiện, trước khi làm được một thiện thì đồng đạo phải nhớ 10 thiện mà Đức Thầy dạy là cần tu thập thiện đó, đó là hành thiện. Vì vậy cho nên hai cái chuẩn mực sau cùng của điều đăng cấm thứ 8, nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng đó, như vậy thì trọn lành. Ở đây Đức Thầy dạy chúng ta là mình phải hành thập thiện nghiệp, hành thập thiện nghiệp mới trọn lành. Làm từ thiện bên ngoài là chỉ làm lành thôi, chưa trọn đồng đạo ạ. Bởi vì nếu mình làm lành mà thân mình chưa lành, khẩu mình chưa lành, ý mình chưa lành thì coi như chúng ta không có trọn lành. Vì vậy cho nên hành thiện theo đạo Phật giáo và hảo thì đồng đạo phải là cái người không bệnh, cái người hết tật, cái người không còn ma, cái đó mới là lành. Còn giờ này chúng ta còn bệnh, chúng ta còn ma, chúng ta còn độc mà lành cái gì? Một người còn độc sao lành đồng đạo? Một người còn bệnh, mình nói hôm nay chị ơi chị, bữa nay chị khỏe vậy chàng ơi, tôi còn bệnh chị ơi, đâu có lạnh, bệnh đâu có lạnh. Như vậy thì bệnh bên ngoài mình không sợ, mà tôi sợ nhất là chúng ta bệnh ở thân, bệnh mình nói chuyện người ta, bệnh mình phạm vào ác khẩu, bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, thì mãi mãi chúng ta không bao giờ làm lành được. Có làm đi chăng nữa chúng ta hưởng phước nhân thiên. Vì vậy nên khái niệm là lành đạo Phật giáo và học đạo phải hiểu như vậy mới đúng với làm lành. Mà muốn hiểu được như vậy thì đồng đạo chúng ta phải tri kinh. Trong toàn bộ là Đức Thầy biết từ tri kinh này có 3 lần thôi đồng đạo, không có nhiều đồng đạo. Đứng trung can hành thiện tri kinh, hay hoặc là Đức Thầy dạy rất rõ, gọi hồn người hành thiện tri kinh trong cái bài năng thơ Cẩm Tú. Như vậy thì hành thiện tri kinh thầy biết tới 3 lần trong toàn bộ trong thi của ngài. Như vậy tri là biết, kinh là kinh sách, kinh là kinh điển. Như vậy thì chữ tri ở đây ngày xưa ông Lục Tổ dạy ông thằng hội rồi, tri tri nhất tự chúng diệu chi môn, chỉ cần một chữ tri thôi mà biết được cái sự màu nhiệm của Phật pháp.
Cho nên hôm nay chúng ta phải biết mới được đồng đạo à. Tu mà không biết là chúng ta sẽ lầm. Nãy giờ chúng ta đang biết đó, mình đang biết cái chữ hành thiện đồng đạo. Nếu mà không biết chữ này chúng ta chỉ hành có một thiện à, mà chúng ta bỏ ta 10 thiện. Cái 10 thiện quan trọng hơn. 10 thiện nó sanh ra từ thiện. 10 thiện là cái gốc. Mà chúng ta bỏ 10 thiện là chúng ta làm một thiện, chúng ta đi không xa. Đó là biết đồng đạo à. Lời Đức Thầy là dạy chúng ta biết đó. Mà chúng ta muốn biết điều này thì chúng ta phải biết kinh. Chữ kinh ở đây là lời Đức Thầy. Kinh là kinh kệ. Như lời Đức Thầy dạy là kệ kinh tưởng niệm cho sành, ngày sau thấy Phật là đành chẳng sai. Hay hoặc là kệ kinh tưởng niệm đêm thanh, ấy là cho ngọc để dành ngày sau. Cho nên kinh đây là lời Đức Thầy, chứ không phải nghe nó kinh này chúng ta đi lại cái chỗ khác để thỉnh kinh về chúng ta học, thì đó lại là một điểm bị dư. Cho nên đồng đạo nhớ không, khi Đức Thầy sáng tác kệ kinh, ở phần đầu của Huyền Thiên Điện Thầy dạy rất rõ rồi. Thầy đã đệ trình với Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni: Nam Mô Thích Ca Như Lai, Ta Bà Giáo Chủ xin Ngài chứng minh. Dưới đây lược tả sách kinh cho trong nam nữ hữu tình thì coi. Lời lành của Phật truyền rối, đọc qua suy nghiệm, xét soi chánh tà. Kính thưa đồng đạo, thì đó là Đức Thầy đệ trình. Cho nên Đức Thầy mới đệ trình Đức Phật là Thầy viết kinh đó đồng đạo à. Mà Đức Thầy cho biết rằng rút trong các lực các kinh, tỳ lòng không ép giờ làm in giảng này. Vì vậy cho nên kinh kệ Đức Thầy, Đức Thầy để sấm giảng thi văn toàn bộ. Tại sao Thầy không để kinh? Bởi vì kinh luật lượng có rồi. Mà nếu Thầy để chữ kinh nữa thì phạm bản quyền sao? Mình nói một câu nôm na đây là bản quyền. Tôi nói bản quyền dễ hiểu, tức là kinh kệ đã có rồi, kinh Đức Phật đã ra đời rồi, Đức Thầy phải sửa lại. Cho nên mọi cái tôn giáo như vậy đều có một cái nét đặc thù đồng đạo à. Nói với Đức Phật thì Đức Phật có kinh luật lượng. Cho nên tất cả các tôn giáo trên thế gian này không có tôn giáo nào mà xưng rằng lời dạy của mình là kinh luật lượng. Bởi vì bản quyền Đức Phật có rồi, đâu có ai dám phạm đồng đạo. Rồi nếu nói về Lão Tử thì Lão Tử có đạo đức kinh. Mà ngoài Lão Tử ra không có một tôn giáo nào dám nói là mình có đạo đức kinh. Bởi ông này ông có rồi, ông đăng ký bản quyền rồi, làm sao người khác có được. Rồi nếu nói đến Khổng Tử thì Khổng Tử có tứ thư, có ngũ kinh. Cho nên đâu có tôn giáo nào mà có tứ thư ngũ kinh đâu đồng đạo. Rồi nói đến cái trường hợp của Ngài Đức Lục Tổ Huệ Năng thì Huệ Năng có Pháp Bủ Đàn Kinh. Tại sao Huệ Năng không nói là kinh lực lưỡng đi, mà Đức Huệ Năng lại là Pháp Bủ Đàn Kinh. Rồi đến Đức Thầy chúng ta, Đức Thầy thì có Sấm Truyền Đức Phật Thầy. Phải không đồng đạo, đây là danh từ riêng. Đức Thầy là Sấm Truyền, cho nên nói đến Sấm Truyền là biết của Phật Thầy rồi. Và đến Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Bà Hảo, gọi là Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ. Cho nên đây là những cái tích đặc thù của mỗi tôn giáo về tên gọi. Cho nên từ đây về sau, từ ngày Đức Thầy Đề Mã Đạo, thì trên thế gian này không có một tôn giáo nào dám lấy cái tên Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ để đặt cho lời dạy của mình cả. Duy nhất chỉ có một Phật Giáo Bà Hảo thôi. Cho nên chúng tôi mới dụng sự đặt lý tạm gọi là bản quyền là như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta đừng nhầm tưởng rằng là Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ khác, không khác đồng đạo ơi. Đó là kinh, đó là kệ. Vì vậy nên hôm nay tri kinh là mỗi đồng đạo chúng ta phải học à. Mình phải biết là Đức Thầy, biết là Đức Thầy chúng ta biết tu đồng đạo. Mà mình không biết Thầy, biết là Đức Thầy là chúng ta không biết đường chúng ta tu đó. Đó là cái điều đơn giản thôi, nói dễ hiểu. Khi mà đồng đạo chúng ta biết là Đức Thầy là chúng ta biết đường chúng ta tu. Tôi nói một cách nôm na, đây lên thành phố Hồ Chí Minh, mà nếu đồng đạo không biết đường, đồng đạo đi lạc là chắc. Chúng ta sẽ đi rất là lòng vòng, chúng ta rất là tốn tiền đi lạc đường. Mà nếu chúng ta biết được rồi thì lúc bây giờ mình sẽ rút ngắn thời gian và chúng ta sẽ đi đến sớm hơn. Như vậy thì giờ này tôi bởi vì một yếu tố căn bản là chúng ta đang lên đên giữa bể sông sâu. Cho nên chúng ta đang lên đên ở trong bể sông sâu từ vô lượng kiếp đến nay. Trong khi đó lời Đức Thầy là La Bàn, lời Đức Thầy là kim chỉ nam trong La Bàn. Mà giờ này đồng đạo chúng ta không nương theo kim chỉ nam này của cái La Bàn này thì chúng ta không qua được bờ giác đồng đạo ạ. Mà Đức Thầy dạy là tìm, tức là thuyền Bát Nhã ta cầm tay lái quyết đưa người của bến sông mê. Mình phải xuống con thuyền này. Thì Đức Thầy có một định hướng sẵn để chúng ta từ bờ mê sang bến giác. Hoặc là một ví dụ thứ hai, giờ này chúng ta đang ở trong một cánh rừng, mà Đức Thầy dạy rất rõ, dạy dân như phá rừng cầm cho dân. Hay hoặc cho Đức Thầy xác định là trí phàm như chốn sơn lâm, dạy dân như phá rừng cầm cho dân, mà Thầy dạy trong bài Dặn Dò Bốn Đạo. Cho nên hôm nay trong mỗi đồng đạo chúng ta thì giờ này mình giống như đường cầm đồng đạo ạ. Mình giống như đường cầm vậy đó, tức là cái đường tâm tối, cái đường bảo thủ. Trong khi đó lời Đức Thầy, Đức Thầy có một cái bản đồ. Đức Thầy xác định rất rõ là nay rừng bụi có người mở ngõ thì noi theo gió cỏ đàn dê.
Đức Thầy đã mở ngõ rồi, mà giờ này nếu chúng ta không học Đức Thầy thì lúc chúng ta ở hoài trong rừng mới, không có ra được, đồng đạo à. Đây là cái điều đương nhiên trong cuộc sống thôi. Cho nên trong cuộc sống này khôn cũng chết, mà dại cũng chết. Nhưng mà chúng ta biết sống, biết là sống liền đồng đạo, biết là sống liền đồng đạo à. Cho nên hôm nay tu mà không biết là Đức Thầy, chúng ta có tu gì đâu đồng đạo. Vì vậy cho nên giờ này trong đạo của mình, nếu đồng đạo muốn phát triển trên cái lộ trình tu hành, ít nhất thì mọi đồng đạo chúng ta cũng phải biết về tôn chỉ hành đạo. Ít nhất thì đồng đạo chúng ta cũng phải hoạt động tôn giáo. Bởi vì đây là một cái nét đặc thù của mỗi tôn giáo. Tôi nói ví dụ ở đạo Phật, thì đạo Phật người ta như vậy, thì hàng tháng như vậy, vào những ngày rằm 30 người ta đều hoạt động tôn giáo, đến chùa để nghe thuyết pháp, để nghe kinh, để lễ Phật. Rồi bên đạo là bên đạo Công giáo cũng vậy, thì hàng tuần như vậy, ngày Chủ nhật người ta đến nhà thờ để cho ông cha rửa tội, để người ta nghe kinh. Rồi Phật giáo mạo chúng ta cũng vậy, mình có ban trị sự, mình có chùa trong đạo, ít nhất một tuần lễ, mà nhiều nhất là ít nhất, có như là lâu nhất là một tháng, mà ít nhất cũng là một tuần lễ, mình cũng phải đến ban trị sự, mình cũng phải giữ thuyết giảng để chúng ta hoạt động tôn giáo. Như vậy mới thể hiện một người tín đồ. Còn mình là tín đồ mà từ năm này đến tháng nọ chúng ta không đến ban trị sự, cũng không có đi chùa, cũng không có mở kinh sách ra chúng ta xem, cũng không có nghe thuyết trình thuyết giảng gì cả, thì như vậy cái vai trò người tín đồ chúng ta để đâu đồng bào? Phải không quý vị? Đấy là chúng ta chỉ có là phải nói là mình nói nôm na là tu xuông thôi, biết đường đó mà tu. Tôi nói nôm na giờ này tôn chỉ có thầy thôi, nói về tứ đại trọng ân, nói về tam nghiệp, về 10 cái điều thiện mà chúng ta bàn hồi nãy, rồi nói luôn cả về bát chánh đạo, về thờ phượng, giới luật của đạo. Mà đồng đạo chúng ta không nắm vững những cái cơ sở này thì lấy đâu chúng ta tu hành nè? Mình không có đạt được kết quả đồng đạo à. Cho nên đây là một cái vốn căn bản quan trọng đầu tiên mà mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng để thực hiện trước trong đời tu của mình. Một người tu mà nếu hiểu đành về kinh sách không đến đổi đồng đạo. Tôi nói nôm na vấn đề niệm Phật thôi, mà đồng đạo mà không nhớ được lời Đức Thầy dạy lúc cầu nguyện và niệm Phật, chỉ niệm trong tâm đó, thì chúng ta làm sai đồng đạo. Rồi về ăn chay cũng vậy, đồng đạo chúng ta cứ chấp ăn chay kỳ, ăn chay trường, bởi vì mình không hiểu được Đức Thầy. Mà đồng đạo đọc là Đức Thầy dạy là chay được tánh cho tâm mới quý, hoặc là tu hành là luận mặn chay, thì lúc bây giờ chúng ta không còn chấp nữa đồng đạo. Hoặc giả làm từ thiện, mình chấp cái này chấp cái kia, mà khi hôm nay chúng ta nghe cái chữ hành thiện này thì lúc bây giờ mình không có chấp nữa, thì đó là tri kinh đó. Và đặc biệt ở 7 từ này, cái quan trọng là ba cái từ sau cùng là thị sĩ hiền. Cái chữ thị là hãy, cái chữ sĩ là học trò, cái chữ hiền là người hiền. Như vậy thì thị sĩ hiền tức là cuối cùng mình sẽ là học trò hiền của thầy. Nghe nói đến học trò hiền của thầy tôi nôn hết đồng đạo. Bởi vì trong một cái số đông mà một người mà được chọn lựa thành một vị học trò hiền thì xin thưa đồng đạo không phải là dễ. Ngày xưa Đức Khổng Thánh, ngài có tam thiên đầu đệ, có 3000 đầu đệ, nhưng mà trong đó có 72 ông hiền. Tức là mấy ông này nổi trội, kinh điển rất là thông, thầy dạy sao làm y như vậy. Thì trong 72 ông hiền này cái ông nổi trội nhất đó là ông Nhan Hội, mà hôm nay Đức Thầy cũng công nhận à, Đức Thầy cũng chấp nhận à, với ông Khổng Thánh ông chọn đồng đạo à. Cho nên Đức Thầy mới dạy là nghèo thầy nhan bầu nước đai cơm, ti cơ hàng mà được danh thơm hường phú quý ngộm bả lợi. Vì vậy cho nên đấy là một cái chuẩn mực người hiền. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta tu làm sao mà được trở thành người hiền, học trò hiền của thầy đó, thì lúc bây giờ quý quá đồng đạo. Học trò hiền của thầy đó, thị sĩ hiền, học hiền của thầy đó. Như vậy thì khi trở thành học trò hiền của thầy thì đương nhiên chúng ta được thầy tiếp độ. Mà Đức Thầy xác định rằng cũng không thèm trọng bạc tiền, quyết lòng tìm kiếm người hiền mà thôi. Rồi ngoài việc Đức Thầy tiếp độ ra thì luôn cả Đức Phật A Di Đà cũng đang tìm kiếm người hiền. Hôm nay tôi và vị chúng ta niệm Phật đó là phương tiện. Niệm Phật đó làm cho chúng ta hiền. Câu luật tự rót vào trong nội tâm chúng ta để giúp cho chúng ta hiền. Mà nếu chúng ta niệm Phật mà đồng đạo không hiền thì ông Phật A Di Đà cũng ngoảnh mặt làm ngơ, không có đứa chúng ta đâu. Mà Đức Thầy giới thiệu rồi, A Di Đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Kính thưa đồng đạo, cảm ơn quý vị. Như vậy thì đấy là chúng ta phải hiểu điều đó. Rồi ngoài ông Phật A Di Đà ra thì lúc bây giờ ông Phật Vương cũng chọn người hiền luôn. Bởi vì hội Long Hoa chọn kẻ tu mi người hiền đức đặng phò chân chúa. Mà nếu như sau này mà không hiền đó thì chúng ta không đủ điều kiện để phò chân chúa đồng đạo.
Nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa là ông Diêm Lam Vương. Cho nên hôm nay các khái niệm này đồng đạo hiểu cho đúng. Cái khái niệm mà thầy dạy rất rõ là khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống Diêm Đình đó, thì khái niệm này là khái niệm chỉ cho người không tu, chỉ cho người hung dữ. Còn nếu như giờ này tôi bảo bị chúng ta là người hiền là chúng ta không có xuống đây đồng đạo ơi. Nếu mình là người hiền, là học trò hiền, là người hiền ở chỗ này là chúng ta không có xuống đây. Sở dĩ mình mà chết đi rồi, ngu đầu mã diện, quỷ vô thường dắt chúng ta đi là tại mình quá hung dữ rồi, mình không có tu, cho nên mình mới mê muội ác hung về địa ngục. Còn nếu như giờ này mình hiền ở chỗ này thì thầy dạy là hiền lành, nhắm mắt thấy non tiếng. Khi mà chúng ta bỏ xác này, đâu có gặp ngu đầu mã diện đâu, mà trước mặt chúng ta sẽ là các vị thánh chúng, là thầy, là các vị tiên. Tùy theo hạnh nguyện tu hành của mình mà tùy căn cái cơ độ đó mà các ngài sẽ độ. Nếu chúng ta làm hiền làm phước nhiều, ít có tu tâm, thì sau khi chúng ta bỏ xác này, linh hồn chúng ta sẽ nhẹ tợ như lông hồng. Cho nên quý vị thấy cái khái niệm đó, cái khái niệm ông cha chúng ta thường nói sống làm sao mà khi chết rồi nhẹ tợ lông hồng là chỗ này đồng đạo ạ. Cái chỗ này mà tôi nghiên cứu nè, mà chết làm sao mà nặng tợ thái sơn là cái chỗ này nè. Cái chỗ mà chết mà nặng tợ thái sơn đó là khi chúng ta chết, chúng ta gặp ngu đầu mã dựa mã diện dắt chúng ta về Diêm Lâm Vương, đó là nặng tợ thái sơn. Để làm chi? Để hình phạt với chốn ao tù. Còn nếu mà nhẹ tợ long hồng, lúc giờ chúng ta đi lên, cái thần thức linh hồn chúng ta đi lên đồng đạo. Ai dắt chúng ta đi lên thì lúc bây giờ tùy theo hạnh nguyện. Nếu chúng ta tu thấp, làm lành ít, chưa trở về tu tâm, thì lúc bây giờ chúng ta được tiên, được các vị tiên dắt chúng ta về cõi trời. Như tôi vừa nhắc lại câu giảng thầy là hiền lành nhắm mắt thấy non tiên. Mà nếu đồng đạo tu cao nữa thì được thánh chúng, được Đức Phật A Di Đà cử thánh chúng dắt chúng ta về cực lạc luôn đồng đạo. Phải không đồng đạo? Như lời Đức Thầy dạy là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc. Cho nên hôm nay cái kết thúc của mình, đồng đạo phải hiểu chỗ này mới được. Không phải ai chết cũng về địa ngục đâu, không phải ai chết cũng xuống Diêm La Vương đâu. Cho nên hôm nay chúng ta là người hiền là chúng ta cứ an tâm. Mà nếu tôi nói ví dụ đi, ví dụ mà quý vị hiền đó, mà lỡ vị có chết mà vị có xuống Diêm La Vương đó, là quý vị là khách mời đó. Đây là khách mời đặc biệt, xuống đây là do khách mời đặc biệt, hoặc giả xuống đây là thầy sai chúng ta xuống đây để biến cái cảnh âm phủ trở thành cái cảnh thần tiên tại thế. Mà Đức Thầy đã dạy là Đức Diêm Chúa yêu người hiền thiện thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà mà. Cho nên Diêm La Vương ông gặp cái người hiền ông yêu lắm, ông quý lắm, có ở đâu mà xử tội. Ông gặp người hiền mời uống nước trà liền đồng đạo à, ông quý lắm, ông tin tôi làm hiền nữa chết thấy liền đồng đạo. Lỡ gì dưới là được ông trọng mình á, đâu có vụ mà xử phạt xử án gì chứ này đâu. Bởi lúc giờ mình đâu có làm ác, trong khi cuộc đời của mình gọi là cuốn sổ bình sanh công với tội, chờ nơi thẩm phán công khai, có công có tội thì mới công khai. Đằng này chúng ta có công không có tội thì đâu công khai làm gì đồng đạo. Hàng ngày lưỡng thần ghi chép liên miên mà, nào tội nào phước với miệng trần gian. Cho nên hôm nay hai ông thần này gọi là Tả Mạng Thần, Hữu Mạng Thần, ổng ghi hàng ngày. Mà nếu mà chúng ta không có tội, ổng về ổng trình với thiên đình. Đồng đạo nhớ nha, hai ông lưỡng thần ổng ghi xong rồi ổng trình với ai? Thì ổng trình với thiên đình là đồng đạo à. Mình phải nhớ là trình với thiên đình, nhưng phải là trình với Diêm La Vương nghe. Cho nên thầy mới dạy rất rõ đó, sổ tội phước thì vô số kể, còn làm nhân thì quá đôi, hội công đồng xem xét hẳn hồi đó. Cho nên Đức Thầy mới xác định rõ như chúng ta vừa nhắc một đoạn giảng, lưỡng thần cái chép liên miên, nào tội nào phước cái miệng trần ai. Tâu qua Ngọc Đế Thượng Hoàng đó, dương trần không ác đoan quá nhiều. Cho nên khi mà ông lưỡng thần ông ghi xong rồi, ông mới trình với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng mới luận tội, cái người này tội nhiều quá, người này đưa đi xuống. Mà cái người này công không à, không có tội thì được đi lên, đâu có hà tất đi xuống đâu. Cho nên mình hiểu khái niệm này làm chi? Để mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng hành thiện tri kính mới là người hiện. Rồi hơn thế nữa, hiện tại Đức Thầy dạy chúng ta rằng đó, ngoài cái việc hiền lành nhắm mắt thấy non tiên, thì Đức Thầy còn cho biết rằng là trừ tà gián còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Cho nên cái thế giới sau này được thanh lọc lại thì thế giới này toàn người hiền không đồng đạo ạ. Người hung sẽ bị cái sàng lọc của tạo hóa tiêu diệt tự tự, gọi là lần lần đó. Cho nên giờ này chúng ta thấy sọ đầu người, mình thấy đã đi đến một cái đích điểm đó rồi. Cho nên giờ này cái người hung, cái người dữ đó thì sẽ bị cái định lực, cái định lý nhân quả chi phối.
cái luật trời báo ứng. Cho nên giờ này chúng ta thấy cái gì nó cũng hiển bày từ từ, cái gì cũng có cái thời gian. Cho nên chúng ta cứ ráng làm hiền. Vì vậy cho nên qua cái câu giảng thứ nhì này, hành thiện tri kinh thị sĩ hiền, khi mà đồng đạo chúng ta có thực hiện điều này thì mình là người hiền. Mà đặc biệt người hiền như lời Đức Thầy giới thiệu, chúng tôi rất là tâm đắc và rất là ao ước được trở thành người hiền. Mà Đức Thầy đã nhắc nhở rằng người hiền chừng đó xung vầy, quân thần cộng lạc mấy ngày vui tươi, đến đó ta mới mừng cười. Nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân, thiên hoàng mở cửa cắt lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, mười cửa xem thấy gây hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị cả lòng tà gian. Ấy là đến lúc xê sang, tam hoàng trở lại là đời thượng nguyên. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì khi chúng ta là người hiền thì mình sẽ sống được đời thượng cổ rồi, đúng không? Cho nên tớ thầy tớ chúa cùng nhau gặp, đồng đạo là người hiền đồng đạo mới gặp nha. Mà không hiền không gặp đó à. Kính thưa đồng đạo à, bởi vì cứu lương hiền chẳng cứu người hung à. Kẻ gian ác đến sau tiêu diệt đồng đạo, mình là người hiền mới gặp được gặp thầy à. Bồ rào rượu thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc cứu hiện tôi trung. Cái bữa tiệc mà mãn trong chờ vận thời đưa đến, đặng chung cùng một tiệc quỳnh tương đó. Cái bữa tiệc này 10.000 năm mới có một lần á. Mà bữa tiệc này đãi người hiền không ạ? Người hiền được giữ bữa tiệc này, mà cái người hung thì người hung chết đất, người hung chết rất chật đàn thảm thơi. Mà thầy dạy là người hiền có thể có lan, người hung chết rất thật chật đàn thảm thơi. Kính thưa đồng đạo, cho nên những cái điểm này chúng ta phải biết để mình hành thiện, để mình tri kinh trở thành người hiền. Và ngoài người hiền ra, Đức Thầy còn dạy cao hơn nữa qua câu giảng thứ ba, đó là kiếm huệ phi tiêu đoàn chứng nghiệp. Như vậy thì đây là từng nấc thang một, đáng lẽ ra được người hiền là được rồi, nhưng mà chưa. Bởi vì đạo chúng ta đạo giải thoát, đạo chúng ta là Bồ Tát hạnh, mà Đức Thầy đã hoạch định rồi, trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Cho nên khi làm dân Phật quốc chưa đủ điều kiện đồng đạo, chắc là chưa thỏa mãn của Thầy, mà mỗi đồng đạo chúng ta phải cần cố gắng thực hiện luôn câu giảng thứ ba. Vì vậy Thầy dạy là kiếm huệ phi tiêu đoàn chứng nghiệp. Cho nên qua câu giảng thứ ba này thì mỗi đồng đạo chúng ta cần phải có được kiếm huệ. Kiếm huệ còn gọi là trí tuệ. Kiếm huệ là một cái từ ngữ mà Đức Thầy vận dụng trí tuệ con người như một lưỡi gươm. Cũng như trong kinh Duy Ma Cật thì Đức Phật dạy là dĩ trí huệ kiếm, phá phiền não tạc. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta phải cần có được kiếm huệ, có được trí huệ. Mà Đức Thầy dạy rằng lúc huỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Hay hoặc là trời đã hoàng hôn mau chợt tỉnh, tìm đèn trí huệ lánh trăng ra. Nhất là thời kỳ giờ này chúng ta đang ở buổi chiều của Hạ Nguyên Hạ, mà đồng đạo mình mà không có được trí tuệ thì chúng ta sẽ rất dễ bị tà sư ngoại đạo nó dụ dỗ, rồi chúng ta lại say mê, để rồi chúng ta phải đọa lạc. Thời kỳ này rất là cần những con người có trí tuệ, bởi vì có trí tuệ chúng ta mới diệt được giặc phiền làm thì phiền não. Và đồng thời ở đây Đức Thầy dạy là phi tiêu. Cái chữ phi là bay, cái chữ tiêu là mất. Cái chữ phi rất là nhiều nghĩa, gọi là đồng tự dĩ nghĩa hoặc là nhất tự lục nghi. Cái chữ phi cũng là không. Cái nơi đồng đạo giống như mình dùng cái từ là phi văn hóa đó, đó là cái chữ phi cũng là lỗi à, giống như là vật ở trần hối cải tiền phi đó, tiền phi lỗi trước đồng đạo. Mà cái chữ phi cũng là bay, như đoạn khác thì dạy là phi phi bỗng xuất hiện quỳnh lóc, hay hoặc là chúng ta dùng cái từ phi cơ. Cho nên nhất tự lục nghi, khi một từ ngữ mà thầy dạy ra thì chúng ta phải xem từ điển, coi coi cái nghĩa nào nó hợp thì chúng ta áp dụng trong cái ngữ từ đó để chúng ta phù hợp. Như vậy thì khi mà nghe cái từ phi tiêu, phi là bay, tiêu là mất. Như vậy thì phi tiêu là bay mất. Bay mất cái gì? Đức Thầy dạy là đòn chướng nghiệp. Đòn là một số đông, chướng nghiệp là nghiệp chướng. Giống như Đức Thầy dạy, trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp. Vì vậy cho nên hôm nay khi mà hiểu đến đây thì chúng ta rất là mừng đồng đạo. Bởi vì từ xưa đến giờ cũng bị vì nghiệp chướng, mà tôi và quý vị chịu quá nhiều khổ não rồi, cũng vì chướng nghiệp mà chúng ta khổ. Ngồi ở hội trường này không ai mà không bị nghiệp đồng đạo à. Người thì bị nghiệp này, người thì bị nghiệp kia, người thì bị nghiệp chồng, người thì bị nghiệp vợ, người thì bị nghiệp con, người thì bị nghiệp cháu, người thì bị nghiệp hàng xóm, người thì bị nghiệp nghèo, thiếu nợ, người thì bị nghiệp đau ốm bệnh hoạn hoài. Tất cả chúng ta đều bị định nghiệp chi phối.
Cho nên vì nghiệp mình mới sanh ở đây nè. Cho đến không có nghiệp thì chúng ta bay xa rồi đồng đạo. Vì linh hồn chứ hoàn toàn toàn đạo hạnh đắc quả vị, nên còn phải đào thai làm con người tại thế gian. Nhưng mà giờ này đồng đạo an tâm, chỉ cần đồng đạo chúng ta có được kiếm vệ, coi như là chúng ta sẽ bay mất được cái nghiệp chướng của mình. Cái điều kiện đặt ra đây là chúng ta cần phải tu tập làm sao có được kiếm vệ. Và đồng thời nói đến nghiệp chướng thì Đức Thầy dạy ở nhiều chỗ. Một là Đức Thầy cho biết rất rõ là nghiệp chướng lăn lòn hại sát thân trong tỉnh bạn trần gian ở câu đầu tiên. Và cái thứ hai nữa, cái điều mà tôi tâm đắc nhất trong bài ông Đức Thầy cho ông Phan Châu Bá: kính thưa đồng đạo, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Như vậy niệm chữ Di Đà là tan chướng nghiệp, còn ở đây là kiếm vệ phi tiêu đoàn nghiệp chướng, đoàn chướng nghiệp, đoàn nghiệp chướng. Như vậy thì hai cái này đồng nghĩa với nhau, mà Đức Thầy phân tách ra giữa thiền và tịnh. Cho nên hôm nay có được trí huệ thì chúng ta sẽ nghiệp chướng sẽ không còn. Rồi đồng thời chúng ta niệm Phật thì cũng được tiêu trừ cái nghiệp chướng. Kính thưa đồng đạo, tan mất cái nghiệp chướng như Thầy dạy. Cho nên hôm nay điều kiện đặt ra đây, giờ này mỗi đồng đạo chúng ta cần phải làm sao cho tôi và vị chúng ta phát huệ. Đây là điều kiện căn bản đồng đạo à. Có được trí huệ đi, chúng ta không lo gì chướng nghiệp. Nói một cách nôm na, có củi lửa đi, chúng ta lo gì không có cơm, không cơm để ăn. Mình muốn ăn cơm, muốn có cơm, mà giờ này chúng ta không có củi, không có lửa thì làm sao mà chúng ta nấu được cơm đồng đạo. Kính thưa quý vị, cho nên cái quan trọng là chúng ta có được trí tuệ. Bởi vì mình không có trí tuệ, mình không có nhận định, cho nên lúc bây giờ mình cứ gây phiền não, mình cứ tạo cái nghiệp. Còn bằng như ngược lại, giờ này mà có được cái nghiệp chướng, có được trí tuệ rồi, thì lúc bây giờ mình phải nhận định. Cái trí tuệ nó làm chúng ta có ý thức, có một sự nhận định để chúng ta đoạn trừ cái nghiệp. Tôi nói ví dụ, giờ này cũng chính vì chúng ta không được sáng, cho nên mình chạy theo dị đoan mê tín, thì cái mà chúng ta còn tâm tối, mình sợ năm nay năm tuổi của mình, tháng này là tháng hạn, cho nên mình sợ hên xui. Từ ở chỗ sợ đó, từ ở chỗ mình bị tâm tối đó, mà lúc bây giờ vô tình hoặc là cố ý chúng ta lại tạo nghiệp. Mà bằng ngược lại, khi mình có trí tuệ, mình cảm nhận cuộc đời này là vô thường, là vô ngã. Tôi nói một cách nôm na đồng đạo, người ta đánh mình, mà nếu mình còn vô minh, mình sẽ đánh người ta lại. Đánh không lại cũng chửi người ta, mà chửi không lại cũng thù, giận đó. Quân tử trả thù 10 năm không muộn. Như vậy là gây nghiệp đúng không? Khi người ta đánh mình không nhận định đúng, mình sân si nó lên, dầu rằng mình chưa đánh người ta thì cũng đã sanh nghiệp rồi. Còn khi có trí huệ, ta đánh mình, lúc bây giờ mình cười, ủa đánh ai rồi, đánh tôi đâu, phải không đồng đạo? Mình thân là giả, thì khi mình vui vẻ hoặc giả nói à vậy là cái nghiệp của mình kiếp trước cũng đánh người ta đây, cái này bị người ta đánh lại, coi như huề, không có buồn nữa. Thì như vậy là chúng ta không có còn nghiệp rồi, dứt nghiệp tại chỗ này, phải không đồng đạo? Luôn cái đau ốm bệnh hoạn cũng vậy. Nếu mà mình là cái người không có trí tuệ thì khi mà chúng ta bệnh hoạn thì chúng ta làm sao buồn tức tràn hơn. Tôi ăn chay năm nay mấy chục năm rồi, cúng lại dữ lắm, làm từ thiện lắm, mà tại sao bệnh hoài, đau hoài vậy? Thì đó là một cái biểu hiện của mình còn đang bị vô minh. Cái chuyện mình ăn chay mấy chục năm, làm từ thiện mấy năm nay, thì cái chuyện này ngày mai hưởng, ngày mốt sẽ có được để đáp đền. Còn cái chuyện đau ốm ở đây là do ngày hôm kia hôm kìa hầu năm lẫm, mình làm ác không à, mình cũng sát sanh hại vật. Cho nên cái vấn đề mà đau ốm bệnh hoạn của mình là biết không, cái nhân nào đưa chúng ta đến bệnh hoạn, cái nhân mà sát giết á, cái nhân sát giết làm chúng ta đau ốm đồng đạo, bệnh hoạn đồng đạo. Cho nên giờ này mà đồng đạo mà chúng ta hiểu về kinh nhân quả hoặc là Đức Thầy đó, mà đồng đạo nào đau ốm bệnh hoạn nhiều, đồng đạo biết à vậy là kiếp trước mình sát giết nhiều đó. Có thể là mình làm nghề hạ bạc, có thể là mình làm cái nghề là phải nói rõ là cái nghề mà đồ tể, cái nghề là mua sanh bán tử, hoặc giả là mình lạm dụng sanh mạng quá nên kiếp này mình đau ốm nè đồng đạo. Mà nếu có trí tuệ, tôi kiếp này đau ốm biết à vậy là kiếp trước mình là phải nó lạm sát, cho nên kiếp này tôi không có la dám lạm sát, tôi ăn chay để kiếp sau tôi đừng có đau ốm bệnh hoạn nữa. Đó là mình biết thương mình, chỉ cần một sự suy nghĩ thôi là chúng ta thấy nó thoáng đồng đạo à. Vì vậy nên tôi nói ví dụ bây giờ chúng ta ra đường đi, cái người kia người ta quẹt mình té đúng không? Mà nếu mình lúc bây giờ mình không có trí tuệ thì mình đứng lên, tại sao cô cậu chạy xe ẩu như vậy, đụng tôi hư xe rồi nè, đền tôi đi, mất thường tôi đi, chảy máu rồi nè. Thì lúc bây giờ là nghiệp chồng nghiệp, nợ chồng nợ, đã mình bị người ta quẹt mình là nghiệp rồi đúng không?
mà mình sân lên nói cái lời nặng nề thì lúc bây giờ gọi là quả bắt lành, chưa trả quay thêm nghiệp nữa, rồi bắt người ta bắt đền thì đó là gọi là nghiệp chồng nghiệp. Còn chi bằng giờ này mình biết rồi đúng không, có trí tuệ rồi đúng không, khi bị người ta quẹt thì mình vui vẻ nói à, nói mình đó à, chắc là kiếp trước mình cũng hại người ta đây, nó phải đang không người ta quẹt mình. Đồng đạo nhớ kỹ nha, trên đời này không có gì mà đương không cả đồng đạo à, đều do định nghiệp chi phối. Mà thầy dạy là khó gặp chữ không không mà có, trên đời này không có gì đang không cả, cho nên mình hiểu điều đó rồi à, vậy là nghiệp. Cho nên khi mà bị xe quạt quẹt rồi đứng lên vui vẻ, đừng có làm khó người ta, thôi chú ơi không có sao đâu chú đi đi, thì coi như nghiệp dứt tại đây, không có tạo nghiệp. Vậy phải là tiêu tan chứ nghiệp không đâu, cái nghiệp mình trả tại đây là xong rồi. Mình vui vẻ, lỡ có trầy da hư xe thì lấy tiền rồi chúng ta đến bệnh viện chữa trị chút đỉnh không có gì, mà cái nghiệp chúng ta nó không còn đồng đạo à. Vì vậy cho nên đây là những cái điều thực tế. Hay hoặc giả bây giờ mình nói một thí dụ nó đi, hôm nay mình bị mất chiếc xe, mỗi khi thì chiếc SH của mình đó bữa nào cũng dắt vô nhà hết trơn, mà bữa nay bất cẩn để ở ngoài hành lang á, cho nên lúc bây giờ sáng ngày thức dậy khi mở cửa ra thì giờ mất tiêu chiếc SH rồi, thì là nghiệp đúng không. Mà nếu mình mà vô minh đó, qua tất cả bắt đầu mình mới nhằn ông, tại sao đêm hôm không dắt xe vào, cái ông đổ thừa tại con hả bà ơi, cái quay ra nhằn đứa con tại sao lúc về còn chửi nữa, bởi mất của mà chiếc SH có mấy mươi triệu đâu, tức quá chửi chồng, mắng chồng, chửi con, vậy thì nghiệp có hết không, nó thêm nghiệp nữa. Đã mất một chiếc xe rồi mà giờ này còn mất luôn cái tình cảm nữa, tình cảm của vợ chồng, tình cảm của cha mẹ, rồi mất luôn cả cái khẩu nghiệp nữa, tức quá à, giận quá à. Cho nên càng tức thì càng thối, cho nên mất một món không muốn mà muốn mất 5-7 món đồng đạo à, thì rõ ràng đây là mê si chứ gì, là vô minh đúng không. Mà bằng ngược lại, mà khi một người có trí tuệ rồi, sáng mở cửa mất chiếc xe, cái đầu mới suy nghĩ, lúc đầu mất là tức nha, nhưng mà nhớ lại à, trên đời này vạn vật đều là vô thường, chiếc xe này đó là giả có thật đâu, hay là bữa nay nó không mất, ngày mai nó cũng mất à, ngày mai mình chết thì mình chạy được không, mình chết đem xe thay được không, đâu có được đâu, thôi giờ nó mất rồi, thôi kệ đi, của đi thay người. Hay hoặc là kiếp trước chắc thiếu nợ thằng ăn trộm đó, chắc thiếu nó 10 chiếc xe đó, giờ nó làm nó lấy nè, nó phải đang không mà vợ mình, nó phải đang không mà con mình, chồng mình, nó hờ hợt như vậy, đây là nhân duyên nghiệp báo, thôi vui vẻ. Lúc bây giờ nói ông ơi, lỡ mất chiếc xe rồi, thôi tôi với ông ráng mà làm, chắc cái nghiệp mình nó nặng lắm ơi, ráng mà làm kiếm tiền mua xe khác, vậy thì dứt nghiệp tại đây đúng không. Đó gọi là kiếm huệ phi tiêu đoàn chứng nghiệp đồng đạo à. Cho nên chỉ cần nhận thức chúng ta thôi, quý vị mà sống mà có ý thức được rồi đó, hạnh phúc lắm, đây gọi là thiên đàng tại thế đó. Cái trường hợp mà chúng ta gây gỗ với nhau ở trong cuộc sống là vì chúng ta không nhận định đúng cái vấn đề này, luôn có chồng vợ với nhau cũng vậy. Sách có câu là vô quan trái bất thành phu phụ, khi chúng ta chưa tu hai chồng vợ cãi cọ với nhau, chính người mười ý đồng đạo biết rằng đâu có ai ở gửi ai đâu đồng đạo, mà mình muốn bây giờ ổng phải theo ý của mình hoặc giả mình phải theo ý của ổng, thì đó rõ ràng là chúng ta chưa có trí tuệ, cho nên mới có một cái vụ hơn thua với nhau lời qua tiếng lại. Mà giờ này mình tu rồi, mình hiểu đây là nhân duyên nghiệp báo, tôi với ông thành chồng vợ với nhau không phải đang không, mà lo do cái định luật nhân quả chi phối. Mà phương ngữ nói một câu là do ông thưa ông tơ bà nguyệt xe sợ, xe cái sợ chỉ hồng. Vì vậy nên khi mà thành chồng vợ, có thể ông là chủ nợ của tôi, cũng có thể tôi là chủ nợ của ông. Nếu mà ông là chủ nợ của tôi thì tôi vui vẻ mà tôi trả, tôi cố gắng niệm Phật tôi tu, ông đánh tôi cũng niệm Phật, mà ông có hành hạ tôi cũng niệm Phật, thì như vậy là chúng ta có trí tuệ đồng đạo. Mình có trí tuệ mình đâu có mà hung sùng, mà ngược lại mình không có trí tuệ đó, ông đánh tôi thì tôi chửi ông lại, tôi hận ông, tôi thù ông, thì lúc bây giờ gọi là gì, quan quan tương báo, nghiệp chồng nghiệp, nợ chồng nợ, nó cứ chồng chồng hoài. Mà đồng đạo nhớ kỹ nha, nghiệp mà chồng hoài thì chúng ta ở đây hoài, ở để trả cái đó đó. Mọi ý tưởng mà sân hận nổi lên, mọi cái sự thù oán trong lòng mình khởi lên thì đó là tác ý đó, thì từ cái tác ý đó nó sẽ lôi kéo chúng ta trở lại. Đáng lẽ chúng ta đi đó, nhưng mà vì cái tác ý này chúng ta quay trở lại đồng đạo à. Thì đấy là chúng tôi đưa ra một số khái niệm để chúng ta nhận định.
Như vậy thì qua câu giảng này, cái quan trọng nhất là giờ này tôi và quý vị chúng ta làm sao có được kiếm huệ. Đây mới là cái chúng ta đáng bàn. Mà Đức Thầy dạy là mài gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không. Như vậy thì giờ này muốn có được kiếm huệ thì Đức Thầy dạy là khai ngọn đuốc từ bi trí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường. Cho nên hôm nay muốn có được kiếm huệ thì chúng ta trở về cái từ tri kinh hồi nãy. Tức là mình phải học thôi. Sở dĩ những nãy giờ mà tôi đưa ra những khái niệm để phân tích cái cuộc đời sống thường, cuộc sống đời thường của tất cả đồng đạo chúng ta, thì cái này đâu phải là cái của tôi đâu, mà cái này nhờ tôi mượn lời Đức Thầy đó đồng đạo à. Tôi đâu có biết gì đâu đồng đạo, tôi cũng như quý vị đâu biết gì đâu. Nhưng mà nhờ mình gia công nghiên cứu học tập là Đức Thầy, mình vay mượn là Đức Thầy. Và từ mình vay mượn đó mình sẽ có một cái hiểu căn bản, nó sẽ có một cái nội năng để mình phân tích rất là rõ ràng trong cuộc sống. Vì vậy nên nếu đồng đạo chúng ta có trí huệ, cái mà chúng tôi nói đây là thực tế, thì giờ này chúng ta đọc lời Đức Thầy. Tôi nói nôm na bình thường đó là mình mà đi đâu về nhà, anh đằng sớm anh chửi mình là mình chửi lại à, gọi là nghiệp chồng nghiệp. Nhưng hôm nay nhờ học lời Đức Thầy, ai chửi mắng thì ta giả điếc đợi cho người hết giận ta khuyên. Hôm qua anh chửi tôi chửi anh, nhưng hôm nay tôi thuộc câu giảng này rồi, anh chửi tôi làm thinh à, tôi cười. Theo đồng đạo là coi như chúng ta trả nghiệp. Hồi đó thì đau ốm bệnh hoạn đó, thì lúc bây giờ tức tối bức đức. Nhưng mà hôm nay đọc câu giảng Đức Thầy dạy cho cô Hai Gương Cần Thơ: thầy thương đệ tử ngẩn ngơ sầu, vẫn biết công phu con dễ giàu, nhưng nổi tiền khiên phai lắm nợ, đời này chả dứt mới mong cầu. Đọc cái đoạn giảng này là coi như chúng ta mát lạnh liền. Hay hoặc đọc đoạn giảng: ví thầy xác thể phải còn đau, hà huống chỉ con tránh đặng nào chèn không, thầy cũng còn đau kìa. Mình đau dữ nhẩm gì đâu đồng đạo, thấy không? Cái chúng ta nhẹ xuống liền không quý vị ạ. Như vậy là nhờ lời Đức Thầy, nhờ thánh ngôn luận mà nó xoa dịu được cái vết thương lòng chúng ta đồng đạo. Hoặc giả đồng đạo chúng ta bị nghiệp quá nhiều, nào là nghiệp chồng, nào là nghiệp con, nào là nghiệp bệnh, mà ngày hôm qua này bị cái tai nạn mất cái mấy trăm triệu nữa, chà lúc này khó giữ. Lúc bây giờ trong lòng giống như là tơ gò gò đồng đạo, nó rối à. Lúc bây giờ không có còn niệm Phật mà niệm tiền, niệm nghiệp không à. Nhưng mà may mắn khi mà mở cái bài là Sa Đéc ra, mở cái bài Sa Đéc đọc cái đoạn giảng mà thầy dạy là ông nhồi quả cho người hành đạo, lúc nguy nàn thấu chí cùng chăng, nếu bền lòng quỷ quả cao thăng, chẳng chặt dạ bỏ lằng Phật thánh. Thuộc vốn câu giảng này rồi là nhẹ ré đồng đạo, nó khỏe ru à. Mà lúc bây giờ hết có buồn rồi mà mừng á, à hiểu rồi. Như vậy là bây giờ đang bị nhồi quả chứ gì, mà hậu của nhồi quả là gì? Hậu của nhồi quả là giải thoát, hậu của nhồi quả là về với thầy, về với Phật. Cho nên ông cha chúng ta mới dạy là sau cơn mưa trời lại sáng. Giờ này cắn răng mà trả nợ đi, nợ trả nhiều chừng nào nên mừng, bởi vì biết rằng sắp hết rồi đó, sắp hết rồi, trả một cái một cho nó xong. Sau khi trả nợ được về với Phật thì lúc bây giờ là có trí tuệ rồi. Mà không học lời Đức Thầy thì làm sao mà chúng ta ứng xử đồng đạo. Cho nên nhiều đồng đạo mình đó, xin lỗi mà nói, nhiều đồng đạo mình mà tu hành lâu năm mà còn phạm với lực của đạo đó, là do đồng đạo không có thuộc 8 điều năng cấm đồng đạo ạ. Chứ nếu mà thuộc 8 điều cấm ai mà còn phạm. Đồng đạo mình tu hành mà còn cờ bạc, còn uống rượu đó, thì do đồng đạo mình không biết 8 điều năng cấm là gì luôn đồng đạo. Chứ nếu biết được rằng ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, áo phiện cho bởi đàn điếm, thì mình đâu có dám đồng đạo. Vì vậy cho nên hôm nay muốn có được một trí huệ ứng xử, hôm nay tôi chỉ trình bày ứng xử thôi trong cuộc sống này, thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải học thôi. Cho nên thầy mới dạy chúng ta là khá chí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền ám phong ba. Mà nếu như giờ này mình không học thì mình sẽ mù. Nhưng đồng đạo nhớ kỹ nha, chúng ta mù chữ đó, mình không làm ông này bà nọ được thì mình cũng làm cụ hồ, mình cũng sống được. Mà không làm cụ hồ, chúng ta làm ô xin cũng sống được. Mà chúng ta có nghèo khổ có nào thì mình cũng người giúp đỡ mình. Mù chữ không có chết, mù chữ chỉ nghèo thôi. Nhưng mà mù pháp là đưa chúng ta đi vào cái quỷ đạo địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Đồng đạo nhớ điều này nha. Mù chữ không có sao, nhưng mà mù đạo là có sao. Mù đạo sẽ biến chúng ta tu, gọi là tu mù. Mà trong sấm truyền Phật thầy dạy, thầy mù dắt tớ đuôi theo dõi, xa lửa hầm khỏi chi chi. Nhất là vào thời kỳ này, nếu đồng đạo tu mà chúng ta không có được một cái ánh đuốc hào quang trí tuệ lời Đức Thầy, thì sẽ biến chúng ta thành tu mù đồng đạo. Những cái sự kiện trong đạo chúng ta,
từ cái việc mà thời cuộc thiên cơ. Giống như nhiều đồng đạo tiên tri là ngày nay đòi tới là 14 tháng 10 thì đồng đạo này theo tôi nghĩ là không thuộc lòng câu giảng Đức Thầy. Cho dân để hiểu cuộc đời, thiên cơ để dạ lão thời yên thân, như chúng ta nói hồi nãy. Bởi vì không thuộc lợi này cho nên mới dám bàn, theo đồng đạo. Chứ nếu mà thuộc ai bàn điều chi? Vì vậy cho nên những cái sự kiện đình đám xảy ra trong đạo chúng ta, những cái biến tướng từ khi Đức Thầy vắng mặt đến ngày giờ này, nó xảy ra là phần đông xuất phát từ những cá nhân ít học giảng Thầy. Có nhiều đồng đạo chúng ta cúng nè, niệm Phật lớn tiếng, niệm Phật là chỉ có bốn chữ thôi, A Di Đà Phật. Thì những đồng đạo này đâu có bao giờ đọc tôn chỉ đâu, cũng đâu bao giờ nghe thuyết trình đâu. Mà một khi mở giảng Thầy ra, thấy Đức Thầy dạy là Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ, đi đứng nằm ngồi đáng niệm chớ quên, không đi tờ khắc, nghe là câu này hết hồn, chết rồi. Vậy là mình sai rồi. Hồi đó giờ cứ nguyện A, cứ niệm A Di Đà Phật không à, mà hôm nay nghe Đức Thầy dạy sáu chữ, thôi thôi lẹ đi, sửa lại, sửa lại làm nó cho đúng. Thì rõ ràng là nhờ là Đức Thầy chúng ta mới có được trí tuệ, quý vị ạ. Rồi cái thứ hai nữa, hôm nay muốn đạt được trí tuệ, đi theo một cái hệ thống gọi là giới định huệ. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải giữ giới. Tâm chúng ta đồng đạo biết rằng nó cũng giống như một mặt nước vậy. Hàng ngày chúng ta tiếp với sóng trần thì lúc nào cũng lăng tăng bị những cái ngọn gió trần nó thổi. Mà khi gió trần nó thổi thì thưa đồng đạo, lúc bây giờ lòng không có yên. Mà lòng không yên thì lúc bây giờ xin thưa quý vị, mình lúc nào cũng tối. Một ly nước thế này mà đồng đạo cứ lắc hoài, làm sao nó trong được đồng đạo? Mình phải để nước cho nó yên lặng rồi nó mới trong được, kính thưa đồng đạo. Cho nên hôm nay muốn đi nước trong thì đồng đạo chúng ta phải niệm Phật thôi. Đây còn gọi là giới định huệ. Nhờ niệm Phật mà tâm được định, nhờ tâm định mà trí huệ chúng ta được phát khai. Cho nên giờ này muốn có được trí tuệ, đồng đạo cứ an tâm, quý vị cứ chuyên trì niệm Phật đi. Ê, quý vị cứ chuyên trì giữ giới luật đi, sống đúng theo 449 từ của bài Lời Phiên Bổn Đạo Tịnh Độ Cấm. Thì tôi tin tưởng rằng chúng ta, những gì Đức Thầy dạy không cho chúng ta làm, Đức Thầy dạy ta chẳng nên, ta không nên, chúng ta đừng làm. Đức Thầy dạy ta nên làm, ta phải làm, thì chúng ta làm vậy thôi. Thì từ từ tự nhiên là chúng ta có một nội năng phát sanh trí tuệ đồng đạo. Rồi một cái phương pháp thứ hai nữa, đi đôi giữ giới. Thì giờ này chúng ta muốn có được kiếm huệ thì chỉ có một cách duy nhất dễ dàng thực hiện, đó là chúng ta phải niệm Phật. Mình phải ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Hay hoặc là Đức Thầy dạy là định tâm thần như mặt nước hồ, suy với nghĩ, nghĩ suy đường lối. Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều ta, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng, kính thưa đồng đạo. Vậy thì ngày giờ này đây là phương pháp dễ thực hiện. Khi mà đồng đạo chúng ta có niệm Phật, khi mình niệm Phật thì cái gì nó mất? Mình niệm Phật được cái gì nè? Niệm Phật được cái gì, mất cái gì đồng đạo? Mình phải hiểu vấn đề này trước đi. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta bắt đầu tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta sẽ có lợi lạc trên từng câu niệm Phật. Lời Đức Thầy dạy rất là thực tế đồng đạo. Chúng ta niệm Phật hưởng cái quy lợi trên từng câu niệm Phật, chứ không phải mà niệm Phật mai mốt chết rồi mới hưởng đâu, không có. Đức Thầy không có nói sai vậy đâu đồng đạo, Đức Thầy nói thực tế thôi. Đức Thầy nói thực tế đồng đạo à. Chỉ cần chúng ta niệm Phật thôi, một câu lục tự nhà nhà bình an. Nếu chúng ta biết khôn tìm kiếm ma ha, một câu lục tự nhà nhà bình an. Nếu chúng ta niệm Phật thì Thầy rất rõ à, tức là Di Đà lục tự ráng ri niệm cho tà quỷ và thì gian ra. Chỉ cần một câu niệm Phật đạt một kết quả. Như vậy thì chúng ta niệm Phật thì chúng ta đạt được cái gì? Niệm Phật trong cái quá trình chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì lúc này chúng ta đạt được một cái mảnh tâm thanh tịnh. Cái mảnh tâm thanh tịnh này rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta duy trì cái mảnh tâm thanh tịnh này được kéo dài liên tiếp với nhau thì chúng ta sẽ đạt kết quả trong đường tu của mình. Bởi vì hôm nay chúng ta phải lìa cái vọng để tìm cái tịnh, mà muốn lìa cái vọng mà chúng ta không niệm Phật thì bao giờ chúng ta lại được cái vọng đồng đạo. Cho nên khi trước khi niệm Phật đồng đạo đặt cái vấn đề niệm Phật là chúng ta được cái gì, đạt cái gì, niệm cái gì, những cái này là những cái chúng ta cần ghi nhớ mà Đức Thầy đã giải đáp hết chúng ta rồi. Chỉ cần đồng đạo học thôi thì mình sẽ hiểu. Cho nên đồng đạo lắng động tư duy, nghe lại là Đức Thầy dạy. Còn phương pháp niệm Phật là để trừ đi vọng niệm chúng sanh, vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Cho nên niệm niệm mê lầm này mà nó làm chúng ta không đạt huệ đồng đạo ạ. Bởi vì niệm niệm mê lầm, chính vì niệm niệm mê lầm mà chúng ta mới đi sâu vào trong tội lỗi nè. Cho nên Thầy dạy nên nay hãy thành tâm niệm Phật. Thì nếu được một niệm Phật
mà đồng đạo nhớ phải thành tâm niệm Phật nghe mới đạt kết quả. Còn nếu chúng ta trong lúc ấy niệm cho lẽ có, niệm ngoài môi, niệm ngoài lưỡi, niệm mà không thành tâm không có kết quả đồng đạo. Vì vậy nên đồng đạo nhớ kỹ, đọc giảng thầy, đồng đạo đọc từ chữ, đọc từ câu để chúng ta dừng lại suy nghĩ. Cho nên nên nay hãy thành tâm niệm Phật, thì nếu được một niệm Phật phải lợi lạc trên đường câu không? Nếu được một niệm Phật thì lìa đi vọng niệm chúng sanh. Có nghĩa là khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì một cái vọng trong nội tâm chúng ta nó không còn đồng đạo. Mà Đức Thầy dạy thêm niệm niệm Phật là chúng ta nhiều câu niệm Phật, niệm một câu đạt một lợi ích, mà niệm nhiều câu là chúng ta đạt nhiều lợi ích đó. Mà niệm niệm Phật thì lìa đi tất cả vọng niệm chúng sanh. Thì khi mà chúng ta lìa đi tất cả vọng niệm chúng sanh thì lúc bây giờ huệ nhật sắp sửa hiện bài, không đồng đạo. Bởi vì vọng niệm chúng sanh nó hết rồi, tức là may lúc bây giờ nó không còn, huệ nhật sắp hiện bài. Và Đức Thầy mới dạy thêm niệm cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt. Trước đó thì lìa, sau đó thì dứt. Như vậy thì khi lìa là mây nó bay rồi, mà khi dứt có nghĩa là không còn một áng mây nào nữa đồng đạo. Cho nên mình đọc là Đức Thầy chúng ta thấy không, từng câu từng chữ Thầy dạy rất là rõ. Và khi niệm chúng sanh đã dứt rồi thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh nó được. Như vậy thì lòng ham muốn và các tình dục không còn nảy sanh thì cái gì sanh? Thì lúc bây giờ sẽ được huệ tâm khai, ngữ chuyển quyền thông. Lúc bây giờ chúng ta sẽ được kiếm huệ rứt xong rồi quả báo, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên hôm nay đồng đạo nên hành trì pháp môn tịnh độ. Đây là một phương pháp phải nói gọn là đệ nhất trong thời kỳ này. Cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta rất rõ trong chánh tư duy, mục đích chánh tư duy là được cái tâm chân chánh cái gì, để chúng ta đạt được huệ tư tưởng chân chánh. Đáng lẽ ra chánh tư duy Thầy không dạy niệm Phật, nhưng mà trong thời kỳ này Đức Thầy không bỏ một phương pháp nào, chỉ cần phương pháp đó có lợi, món ăn đó giúp cho chúng ta no lòng thì Đức Thầy sẽ vận dụng hết để chúc Đức Thầy đưa chúng ta về ngôi tiên cõi Phật đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới dạy là hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ, trên cùng dưới dầu thầy hay tớ cũng tưởng đều trung chánh mấy màu, việc vui sai mèo mã đâu đâu hãy dẹp gác nhớ câu luật tự. Tất cả đồng đạo chúng ta đều nhớ câu luật tự thì lúc bây giờ chúng ta có được kiếm huệ, có được trí huệ, muốn đạt được lòng trong thánh cậy tình bê lội, muốn đạt ở chỗ gọi là dạ sạch Phật kinh ý liệm bay, muốn đạt ở chỗ là tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, muốn đạt ở chỗ tánh trong như nước bích mùa xuân, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải ráng đêm ngày nhớ Phật cho được thường, phải ráng lo lường kinh chỉ từ đây. Như vậy thì kiếm huệ phi tiêu đoàn chú nghiệp ở đây có hai cái phương pháp đặc thù. Một là chúng ta giữ giới cũng như học là Đức Thầy, và cái thứ hai là chúng ta niệm Phật thiền tịnh song tu, chúng ta kết hợp nhường nhịn thì đương nhiên chúng ta có được trí tuệ. Cho nên giờ này theo cái nghiên cứu của mình qua lời Đức Thầy thì Đức Thầy chúng ta dung hòa. Quý vị còn nhớ trong cái bài cúng của mình đồng đạo, thì quý vị thấy hai cái bài nguyện chúng ta là một bài tịnh độ, một bài là thiền đó. Cái bài quy y là cái bài tự lực, cái bài này là thiền. Khi chúng ta nguyện danh hiệu Nam Mô Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và cuối cùng là cái hối ăn năn làm lành lánh dữ, đó là thiền. Nhưng mà chuyển qua cái bài tịnh độ, chuyển qua cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện là cái bài tịnh độ à. Cho nên trước khi chúng ta đọc ngũ nguyện cầu thì Đức Thầy dạy chúng ta đọc 20 từ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Đây là một thánh lượng từ 20 chữ. 20 chữ này là một danh hiệu Phật A Di Đà. Cho nên cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện là tịnh độ đó. Khi đồng đạo trước khi nguyện ngũ nguyện cầu thì chúng ta nguyện với vị giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc, để cho vị giáo chủ chứng minh cho mình, tức là Đức Phật A Di Đà chứng minh cho cái nguyện của mình, để các ngài độ cho mình thành tựu 5 cái nguyện cầu, từ thế giới hòa bình ở nhất nguyện cầu, rồi đến là siêu sanh tịnh độ ở nhị nguyện cầu, rồi đến phụ mẫu tại đường, phụ mẫu quá khứ ở tam nguyện cầu, rồi đến bá tứ nguyện cầu, bá tánh vạn dân từ tam bát ái, rồi đến ngũ nguyện cầu trí huệ thông minh dây đắc đạo quả. Thì rõ ràng không đồng đạo, rõ ràng đó là tịnh độ. Tịnh độ cuối cùng độ chúng ta là trí huệ thông minh. Đồng đạo nhớ kỹ, khi mà chúng ta có được trí huệ thông minh thì mới dây đắc đạo quả, thì nó không ngoài ý mà chúng tôi nói ở đây, đó gọi là kiếm huệ phi tiêu đoàn chứng nghiệp. Và đến câu giảng sau cùng mà Đức Thầy dạy là Phật tiền hữu nhật
vĩnh an nhiên. Như vậy thì Phật tiền là Phật hiện trước mắt. Bởi vì tiền là trước đồng đạo. Về chữ nhon á, tiền là trước. Cho nên Phật tiền ở đây thì có thể chúng ta hiểu hai khái niệm. Một khái niệm nếu mà chúng ta hiểu theo thiền học thì Phật tiền ở đây không phải là Phật hiện trước mắt, mà Phật tiền ở đây là chúng ta sẽ trở lại với ông Phật cũ mà Đức Thầy giải rất rõ. Tức là chúng ta trở lại chủ nhân ông, trở lại cái bản lai diện mục. Nhờ chúng ta giữ giới luật mà chúng ta trở lại với cái là cái căn nguyên, cái chân như tự tánh là chân Phật. Cái chân như tự tánh mà Đức Thầy giải rất rõ là Đức Thầy cho chúng ta biết ở chỗ phá ngũ uẩn rất lần tham ái, cộn sân si cũng phải tẩu trừ, đem về giới tánh chân như đó. Kim thân thể hiện dứt trừ tử sanh. Như vậy Phật tiền mà hiểu theo thiền tông đó thì Phật tiền ở đây có nghĩa là chúng ta đắc được trở về với cái bản nguyên, trở về với cái tự tánh, trở về với một cái mà còn gần như Đức Thầy dạy là khó tìm gặp chủ nhân ông, còn ẩn ánh nơi dòng sanh chúng. Thì lúc bây giờ chúng ta trở về với tự tánh thanh tịnh của mình, tức là trở về với cái tâm Phật, ông Phật trong nội tâm của mình. Mà Đức Thầy dạy là nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm Phật cũ ngày xưa hay đáng tầm. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ, ông Phật cũ sẽ hiện lại do cái công năng chúng ta hành thiện, chúng ta tri kinh, do cái công năng mà chúng ta đền trả tư ân ở các câu giảng trên. Bởi vì câu cuối cùng này là kết quả, là hoa trái của 28 từ này. Rồi cái thứ hai nữa, chứ Phật tiền mà cái hiểu thứ hai, Phật tiền là Phật hiện trước mắt. Theo Tịnh Độ Tông, theo 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, thì giờ này hành giả mà niệm Phật, duy trì thành tâm niệm Phật, thì sau khi cái ngày bắt đầu, cái ngày chúng ta bỏ xác, khi mình trút cái hơi thở sau cùng, thì sau khi trút hơi thở sau cùng, lúc bây giờ Phật và các thánh chúng hiện trước mắt chúng ta, hiện trước mặt chúng ta. Nói một cách nôm na đó, khi mình còn thở thì mình thấy cảnh vật thế gian, đúng không? Mà khi mình tắt thở, dầu rằng nhắm mắt mình đã nhắm, hơi thở mình đã không còn, nhưng mà lúc bây giờ khi nhắm mắt là tướng, là sự, là nhục nhãn. Nhưng mà tâm nhãn chúng ta thì hiện Phật hiện trước mắt. Lúc bây giờ trước mắt chúng ta là Tây Phương Cực Lạc, trước mắt chúng ta là Phật. Lúc bây giờ chúng ta đạt ở chỗ gọi là thần thức nhập, thai sen tinh hảo, nên khỏi màn lo nỗi khổ sanh. Lúc giờ chúng ta mà đạt ở chỗ gọi là đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, thì đó là mình được Đức Phật hiện trước mắt. Hoặc giả là khi chúng ta lúc bây giờ mình về Cực Lạc, hoa sen nở, thì chúng ta sẽ thấy Phật hiện tiền. Đó gọi là Phật tiền. Thì như vậy thì từ Phật tiền ở đây là một trạng thái đắc đạo đồng đạo, trạng thái mà chúng ta đạt được. Cho nên Đức Thầy mới dạy là Phật tiền hữu nhật. Cái chữ hữu là có, nhật là ngài, hữu nhật nghĩa là có ngài. Tại sao Thầy lại dùng từ hữu nhật? Bởi vì chúng ta tu mình còn nghi, mà Đức Thầy dạy tu hành mà mãi năng nghi sẽ ta gạt cảm cũng kỳ cho dân. Vì vậy nên trong đường tu của mình, đồng đạo thường mình nghi lắm. Mình nói tu không thấy đắc đạo hết trơn, tu không biết chừng nào đắc đạo. Cho nên Đức Thầy dùng cái từ hữu nhật là có ngày, tức là sẽ có ngày kia ta giải thoát đó. Giải thoát thì ta rõ đạo màu, như Đức Thầy dạy rất rõ trong cái bài muốn rõ đạo màu. Như vậy thì hữu nhật là có ngày. Ngày nào? Có ngày chúng ta được giải thoát, có ngày chúng ta được thành Phật, có ngày chúng ta gặp Phật, có ngày chúng ta ngộ nhập Phật tri kiến. Cho nên khi cái ngày đó đến rồi gọi là hữu nhật, thì Đức Thầy mới dạy là vĩnh. Cái chữ vĩnh là vĩnh cửu, cái chữ vĩnh là trường tồn, cái chữ an là an ổn, cái chữ nhiên nói cho đủ là tự như nhiên oai phong thiên tứ. Như vậy thì vĩnh an nhiên, ba cái từ này có nghĩa là chúng ta được an ổn ở một cái thế giới không già không bệnh hết ngày nào lo. Vì vậy cho nên vĩnh an nhiên nó bằng với lời Đức Thầy dạy là về Cực Lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu. Vĩnh an nhiên là chúng ta đã được sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, chúng ta hoàn toàn giải thoát, không già không bệnh đến ngày nào lo như tôi vừa nói. Như vậy thì vĩnh an nhiên đây là cái trạng thái là gần như chúng ta không còn quay trở lại hướng được quả vị bất thối, thì mình ít nhất chúng ta cũng chứng được cái thánh quả là Thinh Văn, hoặc là Viên Giác, hoặc là Bồ Tát, hoặc giả là đắc được quả vị A La Hán, để lúc bây giờ chúng ta hầu chân Phật. Lúc bây giờ chúng ta được tọa liên đài, được ngồi tòa sen. Lúc bây giờ chúng ta mới thật sự như là Đức Thầy dạy, đó là về Cực Lạc mới là hết khổ. Thì đấy là cái quả vị sau cùng mà chúng ta đạt được. Như vậy thì trở lại qua bốn câu giảng này: nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên, hành thiện thi kinh thị sĩ hiền, kiếm huệ phi tiêu đoàn chứng nghiệp, Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Cho nên chỉ ngắn gọn có 28 từ
mà chúng tôi thường gọi đây là một cái bài kệ rất là quan trọng trong lời Đức Thầy. Như vậy thì qua 28 từ này chúng ta thấy rõ, trong 28 từ Đức Thầy dạy chúng ta đúng với câu là đường đạo đức bước đi tự nấc. Từ những ngày đầu tiên mình là một con người sống trong cõi đời này, khi nhận định học Phật là Đức Thầy, thì lúc bây giờ chúng ta trở lại tu nhân. Cho nên thiền thang căn bản đầu tiên là tứ đại trọng ân. Bởi vì đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả, chẳng còn tội căn. Đây là cái điều căn bản đầu tiên mà chúng ta phải thực hiện. Rồi đồng thời bên cạnh tứ ân ra, thì qua bốn câu giảng này, yếu tố tiếp theo nữa là thầy dạy chúng ta hành thiện tri kinh. Để làm chi? Để chúng ta được trở thành một học trò hiền của thầy, là một cái con người hiền lành, mẫu mực trong cuộc sống hiện tại. Và lúc này chúng ta sẽ được cái kết quả. Nếu nói về qua trái, hai câu giảng đầu tiên là chúng ta có kết quả đồng đạo. Thì lúc bây giờ mình được thành người hiền rồi, mình được về cực, mình được về là làm dân Phật quốc rồi, được gặp thầy rồi. Chỉ cần hai câu giảng đầu tiên thôi thì chúng ta thấy đủ rồi. Nhưng mà vì đạo chúng ta là Bồ Tát hạnh, là giải thoát, cho nên Đức Thầy mới phụ thêm câu giảng thứ ba. Cái phương pháp tu hành đó, câu giảng thứ ba còn gọi là tu Phật đó. Hai câu giảng đầu tiên, câu giảng đầu tiên gọi là tu nhân, câu kế đó trong đó có tu nhân và tu Phật. Bởi vì sau khi cái quá trình học Phật, chúng ta phải hiểu ngay trong triết lý học Phật tu nhân, đạo Phật giáo và hảo chúng ta dầu đằng tu nhân, nhưng mà trong đó Đức Thầy đã dạy trong đó có luôn cả tu Phật. Như Đức Thầy dạy tu là tu Phật tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Vì vậy cho nên tu tiên, tu Phật, tu nhân, cái này chúng ta thực hiện một lúc thì mình biết được chữ hiền, như Đức Thầy dạy trong bài Diễn Làng Mỹ Hội Đông, kính thưa đồng đạo. Như vậy thì khi mà chúng ta hoàn mãn đạo nhân trở thành người hiền, thì lúc bây giờ mình đã có được một cái chỗ, một cái nơi chỗ, một cái vị trí mà Đức Thầy đã đặt để. Đây cũng là một sứ mạng mà Đức Thầy đã đề mở đạo. Thì đồng thời bên cạnh đó chúng ta tiếp tục thực hiện luôn câu giảng tiếp theo ở câu thứ ba, tức là chúng ta xoáy ngay vào ở chỗ có được trí tuệ. Đây còn là một cái nền tảng trên một cái con đường tu Phật giải thoát. Dầu đang ở cả tất cả các pháp tu, ở thiên kinh vạn điển, nhưng mà tự trong lại trí tuệ là một cái mà mọi chúng sanh cần phải đạt được. Có trí tuệ thì chúng ta mới giải quyết được mọi vấn đề khuất lấp, những vấn đề nghiệt ngã, những vấn đề nghiệp chướng trong xã hội này. Và đồng thời đến đây Đức Thầy đã khuyến tâm chúng ta biết rằng có được trí tuệ đi, thì lúc bây giờ đồng đạo chúng ta không còn nghiệp, chúng ta sẽ tiêu trừ cái nghiệp như chúng tôi đưa ra các ví dụ ở cái phần giữa hồi nãy. Như vậy thì khi đến đây đạt được trí huệ rồi, thì chúng ta chẳng những dừng ở chỗ Long Hoa Đại Hội làm dân Phật Quốc, mà lúc về chúng ta được về lên cuộc cực lạc. Cho nên đồng đạo thấy trong toàn bộ sấm thi của Thầy, nếu nói về sở và thời thì Thầy dạy không nhiều lắm, nhưng mà tôi chú trọng nhất là ở hai chỗ. Bây giờ kẻ sở người thời, hiền lương đến hội cũng kề với nhau, thì đó là chúng ta thực hiện hai câu đầu. Rồi thêm hai câu sau cùng nữa: dầu cho nay xa cách sở thời, sau thầy tớ gặp nhau Phật cánh, ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Đó là chúng ta thực hiện nốt luôn, nốt luôn bốn câu giảng này. Như vậy thì qua là Đức Thầy dạy, thì giờ này chúng ta mới nhận định qua bốn câu giảng này còn là một cái bài học, có một cái sự giáo dục đạo đức tích cực cho cả đời lẫn đạo. Chỉ cần cuộc sống con người thực hiện một cái khái niệm là hiểu nghĩa thôi, bao nhiêu đã biến một con người giàu hung sùng bạo ngược cỡ nào cũng trở nên thánh thiện. Cuộc sống loài người nếu như mà thiếu đi thánh ngôn lượng là Đức Thầy, thì cuộc sống loài người sẽ ra sao? Mà Đức Thầy đã dạy chốn nào không đạo là đời vô liêm trong cái bài Để Chân Đắc Bắc. Vì vậy cho nên hảo nào Đức Thầy mới ước mơ viết một ngọn lửa này một tắt, đem đạo lành ban rãi nơi nơi, mãn trờ trong má tánh thảnh thơi, khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Đức Thầy muốn tất cả mọi con người đều học là Đức Thầy. Học ở đây không phải học để tu giải thoát, nếu học mà có điều kiện tu giải thoát là tốt, nhưng mà học đây là học đạo đức làm người. Học đạo đức làm người, khi mà có đạo đức làm người rồi thì mới thật sự là không uổng kiếp con người. Cho nên chúng tôi mới khẳng định đây là lời Đức Thầy có một cái bài học giáo dục tích cực cho cả đời và luôn cả đạo cũng vậy. Nếu như đời tu đồng đạo chúng ta mà đồng đạo không thông qua các cái bài pháp ngày hôm nay thì chúng ta tu không đạt được mục đích cứu cánh. Bởi vì mình muốn xây một căn nhà Phật pháp mà lúc bây giờ chúng ta không có nền móng, không có tứ đại trọng ân, không có tu nhân, thì cái tòa lầu đài chúng ta sẽ sụp đổ. Và đồng thời nhà tu mà nếu chúng ta không làm lành, không làm từ thiện, thì lúc bây giờ chúng ta đã bội ước với Đức Phật A Di Đà, mình bội ước với Tam Bảo, trong khi mình nguyện với Tam Bảo là mình làm lành đánh giữ,
mình nguyện với ông bà mình là chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Cho nên hôm nay người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà đồng đạo không làm lành, đồng đạo không lánh giữ là chúng ta đang bội ước với ông bà, đang bội ước với thầy, đang bội ước với Tam Bảo đồng đạo. Và đồng thời bên cạnh đó, Đức Thầy đã đời mở đạo, giờ này Đức Thầy vắng mặt rồi, Đức Thầy để lại quyển sám giảng thi văn toàn bộ, bao nhiêu tâm não gô tôm dặn dò kỹ lưỡng trong đêm khắp cùng. Như vậy là một người tín đồ trung kiến thầy tổ thì lúc nào cũng xem quyển sám giảng thi văn toàn bộ là thầy. Mỗi khi mở quyển giảng ra xem, đọc một câu một chữ, giống như Đức Thầy chúng ta nhắc nhở bên tai của mình từng câu từng chữ để chúng ta tu hành. Bằng như ngược lại, tín đồ Đức Thầy mà chúng ta không học là Đức Thầy thì đó là chúng ta xa thầy, chúng ta xa Phật, chúng ta đừng mong giải thoát. Lúc bây giờ chúng ta chỉ mơ thôi, chỉ lấy sỏi đá nấu thành cơm chứ không bao giờ đạt kết quả. Vì vậy cho nên đó là những yếu tố quan trọng, từ yếu tố quan trọng đó giúp cho chúng ta có được trí tuệ bằng cái phương pháp giữ giới, bằng cái phương pháp niệm Phật. Thì khi có phước huệ song tu, hai câu giảng đầu tiên là phước, câu giảng thứ ba là huệ. Thì khi phước huệ song tu, gọi là đồng đăng bỉ ngạn, khi mà phước huệ song tu thì hiện tại chúng ta là những con người tốt đẹp, và tương lai nhất định chúng ta sẽ được gặp thầy, sẽ được gặp Phật để cùng với thầy chung một cuộc huỳnh tiên, để cùng với thầy đạt được một cái kết quả cứu cánh như lời Đức Thầy dạy, đó là tớ thầy tôi Chúa cùng nhau gặp khắp hết thế gian thoát chốn tù. Kính thưa đồng đạo, thì có lẽ là đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái phiên trình bày này, thì cũng là 15 phút nữa là 11 giờ. Thì trong cái quá trình chia sẻ qua một cái chuyên đề vừa rồi thì trên dưới cũng khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ có trên đó, thì nói nhiều nói nhanh không sao tránh khỏi những sơ sót. Thì có gì cũng mong quý vị trong ban tổ chức và quý đồng đạo chúng ta niệm tình lượng thứ bổ phước thêm. Và cuối cùng thì chúng tôi rất là cảm ơn ban tổ chức đã sắp xếp cái lịch mời ngày hôm nay để chúng tôi trở về đây. Mà thật sự là hôm nay đúng là có duyên. Đáng lẽ là ngày nay là tôi đã hứa với ban trị sự của xã Kiến An đó, ban trị sự xã Kiến An là đặt lịch cho tôi là mấy tháng trước rồi, khoảng chừng nửa năm trước đó. Nhưng mà do điều kiện gì đó cho nên trước đây khoảng một tháng ổng hồi, cho nên chính vì ban trị sự Kiến An hồi cho nên thì ngày nay tôi mới trống. Thì trong khi đó trống thì ban trị sự Phú Mỹ điện mời thì mới đủ điều kiện về đây, thì đây cũng là nhân duyên. Cho nên chúng tôi hết sức là cảm ơn quý vị, đặc biệt là cảm ơn tất cả các ban trị sự sau gần, quý đồng đạo hành hương về chùa thầy lần này. Thì nhân dịp này chúng ta ngồi với nhau bàn bạc đạo đức thì đây đều rất là tốt. Cho nên thì cuối cùng chúng tôi rất là kính cảm ơn quý vị. Cũng không quên cầu chúc tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng thực hiện hành thiện tri kinh, niệm Phật làm lành đúng như lời Đức Thầy đã dạy, để rồi tất cả đồng đạo chúng ta sẽ được gặp Thầy, sẽ được gặp Phật, sẽ được giải thoát đúng với câu mà Đức Thầy cho biết rằng dạy đạo đức, người tu đặng lý, mong cho người hữu chí làm theo, không làm thì ác la mang eo, làm xong vừa khỏi qua đèo trong gai. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, vừa qua giáo lý viên đã đem sự hiểu biết của mình trình bày hết sức mạch lạc. Thay mặt ban tổ chức cảm ơn giáo lý viên, chúc giáo lý viên được nhiều sức khỏe. Một lần nữa đề nghị chúng ta ủng hộ thêm một tràng pháo tay.